Anh em ạ, ngày hôm nay thì bọn tôi quay trở lại với Sea of Thieves. Nếu mà anh em còn nhớ thì hôm trước có một cái bọn nó căn đúng khoảng thời gian mà chúng tôi mệt rồi ấy. Tại chúng tôi thì coi như là giao chiến và mọi thứ nó mệt mỏi và lúc sức lực nó không còn được như lúc đầu nữa. Thì là chúng nó vào, chúng nó cắn trộm bọn tôi, nó bắn tàu bọn tôi, thủng tôi thua. Mà ngày hôm nay bọn tôi vào, tôi nói thật với anh em luôn là khí thế của bốn anh em tôi là nó ngớp ngợp trời rồi. Ngày hôm nay là bọn tôi sẽ là vua trên biển anh em nhé. Vua trên biển. Này cái nông xong giữ quy á. À ở đây 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 đây. Các em chuẩn bị xem pháo hoa này. Ui xôi ôi khai trương luôn nhá. Nhìn đây này. Chuẩn bị nhìn lên trời này. Đưa lên. Ui xôi. Ui xôi ôi. Đấy kinh đấy kinh đấy. Khai trương tàu đấy. Ôi, cái này cái này phải để buổi đêm bắn em ơi. Để buổi đêm bắn. Để buổi đêm bắn nó mới đẹp. Để buổi đêm bắn em ơi, để buổi đêm bắn cho đẹp. Khi mà mình dành có cái đầu lâu kìa, mình đến mình thử đến chỗ cái đầu lâu kìa đi. Tứ điều khiển đến chỗ cái đầu lâu kìa đi. Đâu đầu được. Em xin địa chỉ ạ. Xem là có cặp cái C-Fort đấy không, hướng S giữa S SW. SW đúng không? Giữa S SW. À, làm tí nhạc đây. À, làm tí nhạc thôi. Oi khói. À. Ui, nhạc, vớ vẩn. Ok. Mày buồn lắm. Tắt mày đi, xuống mày khác đi. Đấy. Đom đóm á. Ôi bây giờ con đom đủ gì. Bây giờ đang có bài gì chen. Mùi hương hoa diễn vị hay là hương tóc mềm. Ngàn vì sao trăng sáng hơn đôi mắt của em. Thật đẹp đêm trăng thẹn thùng phải nấp sau mây. Vậy thì cơ sao anh đây lại nỡ buông tay. Ừ thì anh không muốn phải nhìn thấy em buồn chuyện tình yêu. Nếu như không thể nằm thì buồn. Tự nhiên không biết vì lẽ gì cứ lại kiếm lòng suốt thôi. Ngược gió hay sao ấy? Là ngược gió không? Ngược gió, ngược gió, ngược gió. Chịu bơ đi. Thế nào? Cái đầu lâu nãy vừa mới đây mà. Bên tay trái kìa. Trước mặt kìa. Em thấy không ngay trái rồi. Sang bên W tí. Mọi người chịu bơ nhá. Không từ ngược gió này. Không thấy thằng nào gì. Thấy tàu địch tàu điếc sao có cái gì màu màu. Từ từ mày ơi, sao có cái gì giống kiểu ma ở bên tay phải kìa. Có một cái đám mây gì màu xanh xanh nó trải dài trên mặt biển ở bên ngay bên tay phải kìa. Nó là cái gì đấy? Anh thấy ấy. Có cái gì nó đang màu kìa. Hay phi vào đi, phi vào cái đám sương mù xem nó có cái gì đi. Đấy là đấy là sky đấy. Chắc là nó cái đám sương mù chắc nó phải có một cái ý nghĩa gì đấy chứ. Kiểu như là ma quỷ dưới trăng. Chứ còn cái đầu lâu kia đến đảo đầu lâu thì là mình đi đánh mãi còn gì. Ra phải đấy, đi vào đây mà. Đấy, đang quay đây, đang quay đầu đây. Gì đây? Golden Sand Abbot. Ồ Abbot à? Đây là một cái Abbot ma. Vai ma kinh vậy. Ui, sao đi vào trong cái kinh vậy.
đây đây có cái đảo kìa, có cái đảo kìa, em sẽ từ dễ em cái đảo đi. ngay bên có phải không nhở? Phải à, bên phải. Ừ, bên phải thì phải. Ừ, anh nhìn thấy có cái gì vừa đang chơi đang sáng đẹp tự nhiên mò trong này kinh thế. Không nhìn gì luôn xung quanh luôn đấy. Đúng là tới nơi hạ leo nhá, không là đâm vào đó. Đây rồi, gần đến rồi, gần đến rồi, gần đến rồi. cua một tí đi là được. Đảo này to đấy, không phải đảo bé đâu. Nhìn nhá, nhìn khi nào rồi bé bảo tao để hạ neo nhá. Neo chưa? Dừng. Có phát đây cho tao tiền mẹ rồi. Không có hiểu bảo dừng sớm một tí, không bảo. Có cái, nó có cái đá ngầm lên này. Đi không? Đi xuống xem có thùng nổ, thùng nẻo gì không? Xuống áp con xem có thùng nổ. Ôi chết rồi, tàu có vẻ là bị bung nước vào rồi. Xuống va đã. V-Ship The Outwatch 5/7 là sao? Chắc là phải đi khắp cái Outwatch này thám hiểm. Đồ ăn được không? Ơi có đạn, ngon quá. Cái có xương cái sao ấy. Đạn ơi. Ở đây có đạn nổ này. Chỗ nào chả có đạn. Thoải mái mà nhiều đạn nổ lắm đây này, mấy cái thùng ở đây này, cứ chỗ nào có mấy cái thùng phi cứ đi vào cho anh, nhiều thùng gỗ ở chỗ anh đứng lắm đây này. Anh hai ơi, ở đây nó có cái biển hướng dẫn chỉ ra là cái hướng này lấy chìa khóa này. Ôi ở cái airport này đều có người nhá. Airport có, ta đứng có một em ngồi đây này, em Bele đứng như này. Đấy là em đấy thôi, còn mấy cái chỗ mà chỉnh tàu, chỉnh các thứ là đều có ai nhá. Em bảo là em mới đợi mình, không biết để làm cái gì luôn. À, bóp bỏ hoang nhiệm vụ trước giờ nó hết hạn rồi à? À, đây là nhiệm vụ trước à? Một cái nhiệm vụ trước à? À thế thì thôi, thế thì đi ra khỏi đây thôi. Đấy, cho nó lút đánh. Ui, cho nó có cái dương này. Có cái dương này đắt. Đây là đang lút về cái dương để kiếm đồ ăn này. Kiếm có cái dương nhưng mà phải có chìa khóa mở được. Thôi đi nhặt thêm đạn xong rồi đầy thì mang về nhét vào thuyền đi đã em ơi. Nhặt đạn nổ ấy, quan trọng nhất là cái đạn nổ ấy. Nhặt nhiều đạn đấy vào vì là mình tấn công tàu chúng nó mới luột được. Đây tội về tôi cất vào trong này đây. Ở trong cái đám sương mù được cái là không bị tàu bọn nào nó nhòm thấy mình. Tớ có muốn đánh thử đảo đâu lâu không? Tớ như chưa được nếm mùi đánh đảo đâu lâu rồi nhở. Đảo lậu được nhiều tiền lắm ấy. Kho báu của nó thì vãi trưởng luôn đấy. Đảo đầu lâu nhớ à. Ngày xưa cứ đánh được cái đảo sao lại có bọn nó đến. nó đến nó KS khổ. Đánh được cái đảo xong rồi thì đến lúc mà đánh xong nó đưa đồ về lại gặp Kraken. Ừ, lại đưa đồ về gặp Kraken nhục. Ơ sao lại chắp tôi thu là cái gì, sao tôi chắp tôi hai rồi. Em nói chuyện con này lên chắc tôi 2 luôn này. Thôn theo à? Không, cái này không phải thôn theo, nó là cái gì thôi. Should she continue to refuse him, he will have his phantom jade. Ôi, gì vậy? The forts are here. I fear for the souls of those. Ai ra thầm nhanh thôi mà. There are fates worse than death within the sea of thieves. Con này đang bảo là có một cái định mệnh kinh khủng hơn cả cái chết. Yeah, được cái hướng dẫn của nó rồi kìa. Hay là cái này là giống kiểu thôn theo nhỉ? Nó vừa mới đưa mình cái hướng dẫn đấy. Ấn cái nào để... Được vào lại đấy nhỉ? Đọc quả hướng dẫn nó đi luôn rồi. Xem lấy cái gì để xem tài liệu nhỉ? Ấn nút gì để xem cái đống tài liệu nhỉ? Tab hay nó gì? À R. Đây à? Ơ không phải. Tab là sao ấy? Nó vừa gửi cho mình một cái... À đây. Mình cần phải đến cứu. Đến giải cứu một cái nhóm người. Bele vừa mới coi như là chỉ ra địa điểm của những người dân của hòn đảo của người dân của hòn đảo này. Gặp họ ở đấy để có như biết cách giải cứu họ, tức là tất cả những cái người trên hòn đảo này đã bị mất tích. Hiểu chưa? Nên bây giờ mình phải đi cứu. Giải cứu dân à? Ừ. Nhưng mà bây giờ đang không biết là đi đến đâu, nó chỉ bảo là gặp cái gì đây, missing or corrupt data. Gặp cô ấy ở đấy để tôi chắc phải verify xem. Gặp cô ấy ở đấy để biết làm thế nào giải cứu được họ.
Nhưng mà nó có nói địa điểm nào đâu mà biết. Nó chỉ nói mỗi là nó không cho mày bản đồ à? Anh em tôi tính nhá. Tôi nói chuyện nó xem nó có nói ở đâu không? Đi đi theo. À đây. Đi đến Seaford đây. Nhiệm vụ này chính là nhiệm vụ Seaford. Đi đến tìm một cái Seaford và làm tất cả gì có thể để có thể giải cứu được những người tù đang bị giữ ở đấy. Đấy, nhớ mang cho tôi bất kỳ một cái enhancement vessel, tức là mang cho nó một cái đồ mình lấy được ở trên đồ quý ở trên đấy. Tình cờ nhỉ? Ờ, chuẩn luôn, tình cờ thế nào tôi bọn tôi lại gặp đúng cái nhiệm vụ. Hunter làm sao đấy? Em bị vein file bị thoát ra xong nó kêu là missing file ấy. Ok. Missing file. Đang rank chạy. Tính kìa, Hunter là máy ăn mẹ mất game thế sao ấy? Ờ, máy còn tự xóa lần đầu tiên tôi thấy đấy. Thường là vào game xong rồi trước khi vào game mà nó phải báo là bị thiếu file không vào được đấy. Hunter đang chơi game. Nhóm nào nó tự xóa file luôn. Rồi AI chế tạo nhân tạo rồi. Này chết. Tớ lên lái tao em ơi, đi tìm Seaford thôi em ơi. Em đang đụng đốt mấy viên đạn này, quay lại đây. Có bản đồ rồi, check map trên thuyền à? Không phải thôn theo, nó là nhiệm vụ surround. Đây đây đây, nó hiện hình như là cái. Không, đây là cái nó hiện đây này. Hay có phải là cái này không nhở? Có phải là mấy cái nhiệm vụ surround á? Cái thằng surround là cái thằng đối thủ lại đúng này không? Lại bật tao xuống map lại có một cái thằng mẹ tàu nó treo cái cờ đỏ giống lần trước này. Nó đi tuyên chiến với vệ toàn bộ map này. Kệ nó nhá. Tha nó nhá. Anh em cho tôi hỏi là cái chỗ đấy là đúng không? Thế để anh ấy nhá, để anh. Không phải mới nhiều lắm, hai tàu đỏ liền như thế cơ. Lắm thằng vãi ạ. Tôi thì tôi chả ngại đâu, nhưng mà Tứ với Đạt tôi có phải là tứ, sợ. Tứ bảo tha để em nể Tứ, em tha cho nó thôi, chứ không em đơ chết cụ nó rồi. Nể Tứ thôi. Bây giờ phải cho em kiếm đồ đã chứ. Ừ thì đấy, thì đấy, cho Tứ kiếm đồ đã, khổ, Tứ vẫn đang sợ. Bây giờ lúc mà mình đang chưa có đồ gì thì mình đánh nhau mình không mất. Chứ còn bên Tí có đồ rồi, máu lên đang đi trên đường về gặp nó. Nó cạnh giữa đường. Tao lên tàu đi, tao kéo neo lên này. Kéo neo nhát đi nhá. Có map trong nhiệm vụ á. Đâu? Tưởng máu chiến như bữa đâu. Lúc nào à đây, đây, ở đâu, cái này là... À đúng rồi, đây, sử dụng map của bàn của mình để xác định được cái pháo đài frame hết. Sau đó tiêu diệt cái thằng chùm ở trên này để có thể lấy được chìa khóa của bọn nó. Lấy được chìa khóa xong thì giải cứu những cái người tù. Nói chuyện với họ để biết thêm về mọi chuyện. Sau đó rồi, là clear toàn bộ những cái pháo đài mỗi khu vực ở trên biển. Sau đó là mang cái viên Enhanced Vercel về cho cái con ở đây là mình sẽ được tiền. Ok. Trong lúc đợi. Đúng. Đơn giản thế được anh. Đó, đọc cùng với. Ui, em đọc nó luôn của nút cầm này, tờ giấy em có nút cầm này. Thêm làm thật phết nhỉ. Nói chung là đầu tiên là mình cần phải dùng cái bàn map của mình để xác định cái file check của nó đã. Nhưng mà không hiểu lắm là cái biểu tượng của nó là hình gì. Có phải là cái này không anh em? Hay là cái này, đúng rồi đấy. Có phải là cái hình màu xanh xanh hay không, hay nó là cái gì, cái forchest nó là cái gì không biết. Nó không hiểu lắm. Ở đây có cái hình đầu lâu này hay là cái hình đầu trong lâu này? Trong lúc đợi nha anh em. Có khi là cái hình đầu lâu nhỉ? Nó phóng to lên á. Phóng to lên. Lăn chuột thế nào? Đấy, phóng to lên nó cũng chẳng có cái gì. Ý là kéo to ra ấy, kéo to ra để xem cả cái map như nào. Đấy, cả map đây. Chắc là cái hình đầu lâu gì nữa. Chứ còn mấy kia không phải. Mấy cái màu xanh xanh này không phải. Mấy cái này là mấy cái sai. Cái vớ vẩn thôi, chắc là cái đầu lâu này đây. Đoán thế. Nhưng mà cái đầu lâu đang có một bọn nó canh nhá. Có vẻ như ở đây là đảo, cái fort này bị chúng nó chiếm rồi sao ấy. Nên là bọn này nó cứ đi vòng quanh cái chỗ này thôi. Đầu lâu đỏ á? Có tên map á. Anh em có nhìn thấy trong cái tờ của con Belen nó ghi là gì không? Sử dụng cái bàn bản đồ của mày. Nhìn thấy cái chữ map table không? Còn cái này ấy, lúc nãy tôi nhặt được cái chai. Lúc vừa mới vào game ấy, tôi nhặt được cái chai này. Nhiệm vụ phụ đến đây đàm cái kho báu vớ vẩn và đánh dấu như mọi khi thôi. Hiểu chưa? Không hiểu. Ghi rõ ràng là map table rồi mà anh em vẫn còn cãi là cái map kìa.
Ôi, bên cạnh mình nó có cái đầu lâu này. Thế sao thì sao tôi nghe cái tiếng nước chảy ở đâu, phụt 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 ở đâu nhỉ? Lại thủng bố tàu rồi sao? Múc lên đi. Thì nó hiện cái gì là cái thư gì đấy anh ơi? Đánh cái font nào trong 6 font cũng được thì đúng rồi. Mà anh em phải cho tôi hỏi là cái biểu tượng cái font là như nào đã. Con kia nó bảo là xem ở trong cái map ở trong bàn để biết được cái vị trí của cái font. Nhưng mà đang hiểu là cái font ở trong này nó hình thù như nào. Hay là đây? À không phải. Tên là hình gì? Tên nó là phờ lêm hết. Hay cho Tứ đi đào kho báu phát cho Tứ chưa biết là cái mùi đào kho báu trong này nhỉ? Đi đào kho báu cũng được. À, cho Tứ đào quả kho báu cái đi cho nó cho em nó đỡ khói lên rồi. Để xem đào chưa? Thôi, là như mùi đào kho báu lần rồi. Ờ à, thế thôi, tưởng chưa đào kho báu lần nào. Kho báu này toàn vớ vẩn mà lấy được cái hộp bán chắc là 500. Anh để ý xem cái đầu lâu thế nào. Trái. Fort Fortress. À đây. Anh nhìn thấy mấy cái Fortress rồi. Ok, nó tên, nó có tên là Fortress. Rồi, đi chỗ nào để em biết nào. Từ. Vừa nhìn thấy một cái Fortress nhưng mà để xem cái Fortress ở gần mình cũng đã. Đúng cái Fortress là nhiệm vụ của mình ấy. Cứ là Fortress thôi là mình sẽ đánh được, để anh xem có cái nào nó gần mình. Kho ở G6 kìa, thấy có anh em bảo kho ở G6 kìa. Đó, nhiều. Ở trên này có rất nhiều cái Fortress, đang tìm cái nào ở gần mình đến cho nhanh. Chắc là có một cái đảo Tứ nhá. Đây có một cái Ancient Gold Fortress ở F19 này. Một cái Oberrise Stone Fortress ở K21 này. Một cái The Crown Net Fortress ở O17 này. Có một cái Merciland Fortress ở P14 này. Sao có tiếng gì đấy? Né cái đảo ra Tứ ơi. Tự nhiên là có cái tiếng giao chiến là như nào? À cái đảo này đảo mấy thằng này nó bắn. Đảo đầu lâu đấy. Đảo đấy, đảo đấu lâu thì phải. Ủa chứ mà có cái gì tím tím kìa. Ờ cái gì tím tím đấy? Cái đất nằm cái tím nào? Đấy, em lái thẳng vào đây. Chiều không gian khác à? Cái lộ đèn vũ trụ cũng lên. Ô có nhiều, có... Tứ ơi, hạ neo luôn cho tao. Neo đi. Ê, có nhiều hòm lắm, Đấy, hòm đây, anh đang bảo hòm mà. Xuống lấy đi. Ui, nhiều đạn lổ lắm đạn ơi. Ui, đủ các loại đạn luôn. Xe đỏ tí vàng có hết. Hello, xin anh. Từ đã, về cất bớt đạn về cái thuyền à? Tao không dùng cái súng kia bắn được rồi. Lấy cái súng kia bắn được rồi. Súng kia thì tàu phải ấy cơ. Tàu em phải ở đằng phía trước thì mày mới xoay được súng đấy mới bắn chứ. Tàu mình đi quá rồi. Cất bớt đạn đây. Có 6 cái lận đi động được anh ạ. Tìm tím là cái fry bơi xuống đến người cá, nó ở dưới đáy biển á, cũng có cả dưới đáy biển luôn á. Mình chỉ xuống đến người cá bao lần rồi gì quên à? Bơi còn đi theo cái tiếng nhạc đấy nhớ không? Có cái lần thì cũng bơi mãi xuống lặn. Cuối cùng mẹ được sâu quá chết mẹ luôn. Ơ hết pháo rồi, toàn cái hoa quả, thức ăn hoa quả thằng nó chưa có thì. Cứ xuống lấy thêm hoa quả cũng được. Mình đạn thử có bị chết đâu em? Có. Sâu có chết chứ, sâu quá chả chết, hết oxy chả chết. Điện luôn đấy gì? Cất thức ăn đi. Nếu mọi người chưa ai có chưa có thức ăn thì chỉ cất cũng được. Thế thôi đến thẳng cái chỗ airport luôn. Cho anh đạt cặc tử lấy tốt thức ăn là được. Về cất thức ăn nhá. Lên để ta soi chuẩn xem cái có cái nhiều lắm rồi đấy. Có đem ăn tơ như nào rồi? Thế là tứ vào sau một phát là thắp tơ thua 1-0 nên là bây giờ là phải ao mẹ ra. Còn nó hòa. À đây Tứ ơi, đi theo hướng NW em nhá. NW cho anh, thẳng tiến okay. NW.
mình sẽ đến một cái fortress có tên là Imperial Crown, có nghĩa là vương miện hoàng gia. Sổ ôi đúng chuẩn với lại team mình luôn rồi. Vương liệm à, vương liệm à. Ừ, vương liệm, vương liệm. Ê, đáp đi đúng không? Đáp lưu N chứ đáp lưu nào? Ơ thì còn cái vòng vòng N đáp lưu ấy. Hướng giữa của N đáp lưu. Cái vòng 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 tròn khí hư này là như nào? Vòng tròn khí hư là đến xuống lấy vớ vẩn thôi, kệ đi đấy. Ba vật chấp. Anh em nào biết về cái vòng tròn khí hư này thì xem nó có tác dụng gì không? Anh em bảo là cái tím là tìm kho báu thôi. Ừ, vớ vẩn thôi. Mình nghe đến con chết. Đã còn vào được cả cái outpost là có nhiệm vụ nhờ. Chị đã nhờ rồi. Béo la đúng không? Ơ, con tàu của chiến không? Tàu 1. Tàu 1 ngay gần mình luôn. Ở bên tay phải. Nó đang đi ở cái tảng đá kìa. Chiến không? Chiến mở đầu luôn đi ngay gần mà. Cách mình chỉ khoảng tầm 200m thôi. Lấy đạn. Thiếu gì lắp sẵn đi. Rẽ sang phải tứ, sang phải. Đánh nhìn lên cái chưa? Đấy. Thằng này chắc là vừa đi lấy kho báu hay sao ấy. Nhìn trông tàu rất trông sáng. Nhưng mà thằng này còn buồm trắng luôn em ạ. Chứng tỏ thằng này còn chả có đồ gì. Mới chơi newbie em ạ. Anh em mà bắt nạt luôn giống bọn khốn nạn. Còn bắt nạt anh em mình trong cái trò khốn nạn kia ấy. Đấy. Hai bạn nó dình mình nhỉ? Ơ, sao lại cộng 1000 này? Ừ, cộng 1000 điểm dũng cảm em. Con game này nhá, nó nhận diện tiếng nói em hiểu không? Là khi mà mình quyết tâm đánh một bọn nào đấy, tự động sẽ cộng tiền cho mình. Đấy. Bên thì bùa mà căng hết này, cái áp đuổi đó này. Căng bùa đấy, à được căng bùa đấy. Căng hết rồi đấy. Nó lại nổi rồi, mẹ. Có thế mà, cứ để đi, để quên đi. Thế thằng này nó có biết mình không? Hả? Đương nhiên là cả cái server của con Sea of Thieves đều biết mình hết mà. Anh đã bảo với em là Microsoft làm hệ thống Notify mà. Tức là team, đút team is joining every team must, coi như là running now if you don't want to die. Đấy, câu Notify của notification của bọn Microsoft nói như vậy mà. Ngoài chắc nhất không sợ súng mới chơi đã biết anh em mình là ai mà. Ôi nó kéo bôi rồi. Nó dừng thuyền. Được đấy, bắn được đấy. Nó đến cái đảo kia thì phải. Truy. Hình như là bọn nó lên đảo này để làm cái nhiệm vụ gì ý. Chúng mày lên đấy xong quay về thì tàu chúng mày đi sẽ còn lại. Nó kéo dần buồm lên rồi. Hunter bộ trưởng bộ ngoại giao đâu rồi? Chán. Cái lúc cần thì bộ trưởng bộ ngoại giao lại bị lỗi kìa mà. Có phải là có bộ trưởng bộ ngoại giao ở đây? À, nó đi vào trong cái đảo ma lúc nãy kìa kìa. Nó vào mấy cái đảo ma nãy mà mình vừa đi, bọn này có bị đánh support đấy. À. Ừ. Ai làm theo? Bọn này ai làm theo? Không phải làm theo mà là cái đảo này đảo để lấy cái nhiệm vụ đi đánh fort. Cứ vào đây mình chiến nhau trong này được mà. Cứ đi thẳng là đến gặp tàu nó mà. Anh em Microsoft sẽ sang bên phải một tí nữa, bên phải một tí thì mới đến cái chỗ tàu nó được. Đấy, bên phải kia, nhìn thấy cái lá cờ đó chưa? Bên phải, quay phải nữa. Em thấy rồi. Đây. Có tàu ma ở trái kìa. Ôi, sao nó có tàu ma ở đây? Ôi, nhà nó sao có tàu ma ở đây? Đi, cứ đi sát vào trong mấy đi sát vào trong đảo đi, tàu ma sẽ thôi, không bắn nữa đâu. Ui. Ê, ui. Nó đi. Thôi bắn nó làm đéo gì tốn đạn. Gì kệ nó đi. Vào đến đây là nó dừng mà. Quay sang trái một tí nữa. Phá tàu đi kìa. Nó đang ngất cay trước bọn tổ ma này. Tha rồi anh em. Tớ phải quay sang trái tí nhá. Vá đi, tao múc nước. Vá rồi. Vá tiếp đi lại vỡ rồi kìa. Tứ sẽ đi khỏi đảo thôi. Em phải lé nó, không thì nó lại dí mình tiếp. Mày đi vào đảo nó tự động một thôi mà. Em lé lé rồi. Múc mạnh vào, múc nhảy lên đấy, đấy rồi. Chạy ra khỏi đi con nước non gì. Quay vào.
tớ ngày hôm nay tôi thấy có vẻ hơi ít máu chiến, già đấy sao đấy. Không, đây là thiếu ăn tớ, là nó cánh cửa. Nào, chả hiểu, mọi hôm máu lắm người nào hôm nay. Chơi nhỏ anh ấy bảo lúc đấy thì em phải lé trái nó mới thôi. Tàu xong nó vẫn bắn. Tàu đằng kia bị thằng bọn nó bắn rồi. Tàu đằng kia bị bọn nó bắn. Mình chạy khỏi đấy, thế là cái tàu một cái thằng kia bị chúng nó bắn. Không được, không được, quay lại là chúng nó bắn nhau đấy. Chúng nó bắn nhau kìa. Ủa, nhìn nó cẩu pháo kinh vậy. Đúng rồi, nó bắn tàu đằng kia khổ. À, cái tàu này chắc là tàu canh rồi, nó giống kiểu bảo vệ ấy. Từ từ em hãy đứng ở đây xong hạ neo đợi bọn kia bắn nhau, bọn này xong là bắt đầu yếu xong rồi anh em mình hãng vào. Sợ gì anh đâm vào chơi nó luôn. Vào chơi luôn chứ. Đừng có chờ cả chúng lao game là chết đấy. Thì vào. Vấn đề là chúng nó bắt đầu rồi. Cứ đâm thẳng là đến đấy, cái tàu kia tàu ma đấy. Đâm thẳng đi, đừng sang bên phải nữa, trái đi. Có cái tàu nữa ở xa xa kìa. Ờ, lại có cái tàu nữa ở xa kìa. Có tàu nữa ở xa xa kìa. Tàu của mấy thằng kia đâu rồi? Ôi, hóa ra đấy là mình đuổi theo tàu ma. Không, tàu kia đàng hoàng ma gì, buồm trắng là thôi mà. Hay là chúng nó chạy đằng kia rồi nhở? Mày không phải chúng nó chạy nhanh như vậy. Không thể đến được. Thôi giết thằng tàu ma đi. Mệt người. Chúng mày nghĩ chúng mày là ai? Chúng mày nghĩ chúng mày là ai? Dạ. Đấy, luôn anh ơi. Con mẹ nó phải luôn. Mấy con chó. Bắn bọn bố mày. Bọn tao đã nhân nhượng. Nhưng chúng tao càng nhân nhượng. Chúng mày càng lấn tới. Vì chúng mày muốn chết. Đạn đi, đạn nhiều lắm. Làm gì có cửa chúng mày. Chơi bọn tao á. Nát xác. Ok thì phải gần được. Rồi, tàu này chìm vào, nó chìm. Hà đây à? Để quay đầu bắn nó tiếp này coi. Chìm rồi. Bắn nó tiếp đi. Bắn gì nữa, chìm rồi. Xuống xem tàu mình như nào ấy đã. Tao thấy có vẻ là nước bắt đầu cũng tung tẩy rồi này. Chìm rồi. Sống làm sao được sau cái pha. Hậu quả của những thằng dám bố láo với chúng tôi. Cái thằng kia chạy nhanh thế nhở? Ôi, công nhận là cái thằng bố một cái chạy nhanh thế. Thằng kia em Hoàng Minh nhá. Lại vẫn còn thấy nổi cái đảo đấy, hay là bị bắn chim bố không biết. Ờ, không chìm thế nhanh thế nữa. Có đồ gì không đạt? Lên tàu nó lấy ít pháo, đạn pháo phủ. Tàu nó chìm rồi. Ôi, nhiều đồ lắm. Tàu nó nổi lên đã, từ từ. Một đống đồ luôn. Sao không lùi lên hả? Có. Đây này. Đấy rồi. Thằng tàu 1 cút mất dạng rồi. Để xa thế sao tới? À không, anh nhìn thấy có một thằng tàu 2 nhá. Có một thằng tàu 2 gần đây các em nhá, có chiến luôn không? Tàu 2 rất gần. Tàu à? Tôi nghĩ là đợi trong đến lúc Hunter nó verify lại game thì bọn tôi đi đánh mấy con tàu rồi đã. Khi nào Hunter nó verify xong rồi chúng tôi đi đánh Ford chứ không có đi khổ em nó. Tôi vẫn chưa đi verify à? Chưa, chả biết đang làm gì. À, từ đó từ đừng cáng vội lên cái đảo này lấy có khi có thùng nổ này. Từ đánh bơi lên cái đảo này. Để bơi để quay kia bắn kéo đồ lên đã. Sao ổng thấy hay vậy? Thấy được, anh em nhìn kiểu gì cũng ra đấy. Nhìn thấy rõ ràng cái tàu đâu mà. Nhìn luôn cái thùng nổ nhá các em nhá. Bờ đây nhìn thấy ngay quả thùng nổ. Đã chuẩn bị này. Bị gì đấy? Chuẩn bị bắn kéo nó lên. Ờ đừng bắn cái thùng nổ này kéo lên đổ đấy.
Cái thuốc nổ này anh nhớ không nhầm là kéo lên là nổ đấy. Bắn kéo lên là nổ hay sao ấy. Tới chưa để hạ neo. Hạ neo. Đây rồi. Ngon. Khổ tứ tỉ mật đó. Anh em không ai quan tâm đến đống này ấy. Này lấy này. Ơ này. Sao cái tàu mình sao cái tàu mình nó có cái gì nó lại à chúng mày đang kéo đồ à? Kéo đồ. Nhìn thấy có gì nó cứ dài ngoằng rồi thượt ra từ đầu mũi tàu. Ôi thượng á. Cái này là tốt nhất là cất ở trên trên đỉnh tháp. Nhưng mà không có Hunter ở đây, đã có Hunter ở đây cái giao nhiệm vụ cầm thùng nổ đi nó mới mượt mà. Nếu bao cầm tử luôn. Thùng nổ đấy nhá, là nếu mà chuẩn chỉ ý, là không cần phải lên tàu nó đâu, mà chỉ cần lặn ở dưới đáy thuyền nó nhá, xong rồi kích nổ cái thùng này là đủ để nó vậy vỡ mồm rồi, chứ cũng không cần phải là chui hẳn vào trong đáy tàu đâu. Cái thùng này ý, hiệu quả nhất là phải chui vào đáy tàu, bởi vì là đấy là cái chỗ mà nước nó dâng vào nhanh nhất. Đấy, đấy là kích nổ có cần làm mẫu không? Thôi, đây làm mẫu một phát. Thế tôi bắn chuẩn không? Phát nào ra phát đấy luôn, bắn gọi là. Đây, lặn xuống dưới này này, đấy, tầm giống kiểu ít kêu ấy. Đấy, lặn xuống dưới này này, đấy, tầm chỗ này này, kích nổ phát thế là thôi xong. Nhanh lắm. Hết chưa? Đấy, hết luôn, không còn cái gì luôn. Tao đấy có phải áo bot không anh chú? Hả? Không, đấy phải áo bot, đấy là cái đảo bình thường thôi. Còn gì không để bọn em lên? Ôi, cái đảo gì sáng sáng kia? À, đảo đâu lâu à? Mình leo lên trên này là cất đã. Có cá mập chứ Đạt. Cá mập chứ đi. Thiện xạ không? Trong này tối thế, trời tối đen như mực, không nhìn được cái gì. Bắn phát nào ra phát đấy luôn, bắn gọi là. Sao chưa đấy còn chỉ để lút đâu này, nếu không đi tiếp này. Đi rồi. Trong này là đang cầm cái thùng nổ làm nó là kích nổ nó nhở. X cái sao ấy? Đâu, X là đặt xuống. X là đặt xuống. Hay là Z. Z hay gì đấy. Nhớ là có một nước kích nổ mà. À, đang trời tối này làm quả pháo hoa cái cho nó máu me cái nhở. Ờ pháo hoa đấy. Nó đẹp cái. Anh bật đèn đây lên tối quá. Đèn rồi mà. Chuột trái. Chuột trái. Bùm. Úi xời ơi. Thằng mới luôn. Đấy xời. Kéo là Tết năm sau là phải chơi con này ấy nhỉ? Ừ. Bắn pháo hoa đúng lúc giao thừa luôn. Thế kìa, nhìn thấy cái tàu của thằng kia bên kia ngay bên kia chưa? Tàu chúng nó vẫn đổ đấy luôn nhá. Lâu anh. Bên tay phải mà có nhìn thấy có một cái outpost mà đèn đang sáng không? Đấy. Đấy, thì ở cái chỗ cảng của nó là có cái tàu thằng kia đang thắp đèn đi kìa. Cầm ống nhòm lên ấn Q. Ấn Q xong mình chọn cái ống nhòm ở số 4 ấy. Có ống nhòm ấy cầm lên mà soi. Nhìn rõ chúng nó đang ở đấy luôn. Ở số 8 ấy là có ống nhòm luôn. Xong thấy thằng nào nhỉ? Đấy đây này, nhìn nó quay quá rồi. Ồ mà bây giờ đơn giản chỉ cần là sang trái một tí. Chỉ cần là ừ, cầm cái thùng nổ thôi mà. Ừ. Cho nên là chỉ cần tiến gần đến nó thôi, đừng làm gì để khiến nó phát hiện. Tắt hết đèn tàu tao Đạt, tắt hết đèn tàu đi. Tắt hết. Đây khác nào hoàng cái đâu nhỉ? Tất cả đèn dưới này luôn. Đấy. Đấy, nào hoàng cái đấy chán hàng. Tắt cả đèn này luôn. Rồi, nói chung là thế này là đủ tối rồi. Mấy khẩu pháo của mình lại hơi sáng. Thôi không sao đâu, không nhìn thấy đâu. Sao mà nhìn được. Tớ nhìn thấy chưa? Em thấy rồi. Nhìn nó rồi cái gì? Thấy rồi. Khi nào mà đến cách nó một khoảng là phanh tàu luôn nhá. Xong rồi một thằng lao xuống. Chiến thuật mà. Nhiệm vụ này cho Tứ làm đi, Tứ chưa làm bao giờ. Nhiệm vụ bố đời này cho Tứ làm phát thì cho cảm giác sướng kìa. Trèo vào trong tận đáy tàu địch xong rồi chuột trái phát. Xong rồi chuột trái à? Chuột trái ở đích à? Ừ, chuột trái xong đích thả xuống xong chạy.
Không, hoặc là em muốn hy sinh cùng tàu nó nữa. Lươn cho chắc cú. Lươn cho chắc cú. Phải thoát ra ngoài được nó mới đỉnh cậu. Lại có cơn bão đen ở đây này. Thấy đó chưa, Thấy rồi, Đâu, đâu, nhưng mà đang có bão nhưng em hơi rẽ sang bên đây trái một tí. Hơi trái một tí đúng không? Ờ, không có đi vào bão. Cơn bão như này được cái tối đen này đéo nhìn gì đâu. Chúng nó không thể nhận ra là có tàu đến đâu. Mưa to mà. Bọn này đang làm nhiệm vụ hay đang làm cái gì, hoặc là có thể là nó bán đồ hay sao ấy. Khi nào bảo là sang trái nữa tứ ơi, sang trái nữa tứ ơi. Dừng nhá. Chưa, chưa dừng. Dừng rồi. Rồi dừng đi, dừng rồi đấy. Dừng đi, dừng đi, dừng đi. Đúng rồi, tứ xuống nhá, em xuống xem xe nước như nào. Rồi tứ xuống này, lấy lên trên đỉnh cái ấy của mình đi. Cái buồm ấy, lên trên đỉnh buồm, leo lên em. Leo lên đỉnh buồm. Có cái thang ấy. Lấy ấy chứ gì nữa, lên lấy thuốc nổ đây. Thuốc nổ giấu dưới này à? Ở trên, ừ giấu dưới đấy gì nữa. Lên lên, nhanh lên nó đi mất. Em đang lấy, giữ đi đấy, xong rồi xuống biển. Anh em chuẩn bị xem quả, cảm ơn anh em cần đai, anh em chuẩn bị xem quả. Coi như là cái này phải ngang với lại thằng gì đi ám sát Tần Thủy Hoàng ấy nhỉ. Kinh Kha. Không, kinh Kha thì kiểu nó kiểu. Không, bây giờ. Ôi đi, nó sao cho nổ mẹ trên mình rồi. Ôi, bố tư này. Em đã làm gì đâu. Nó bắn à. Nó bắn cứt. Em làm gì luôn ấy? Em thả nó xuống thôi, nó nổ mẹ luôn. Mày thả cái gì? Thả nó cái gì? Chắc ấn mẹ nút chuột bên kia rồi. Ôi, em thả xuống để em ăn máu vào nó đầy. Chiêu. Nhưng mà em đã kích cho ngoài nổ đâu mà nó nổ được. Sét đánh á? Làm gì có sét nào? Chưa kích nổ mà. Ờ đúng theo nó sét đánh thật. Sét đánh à? Âm mưu mất dạy quá sét đánh à? Em vừa lấy cơ đặt xuống cái nổ mẹ luôn. Nó phải uống nước làm cái gì? Em ở đây chỗ để ăn máu. Âm mưu mất dạy bị trời phạt rồi. Ôi ôi, tàu mẹ thủng nhiều lỗ lắm các em ơi. Em không đấm được. Địch thì áo thấy đâu, chỉ thấy tàu mình. Mẹ đấy chứ. Buồn biết đổ. chắc mấy thằng bên tàu kia đấy hiểu chuyện xảy ra ấy. Ơ sao tự nhiên thật thế lại thế này ý. Chắc đéo biết tại sao rồi đấy chứ. Ờ. Có khi tí lại sang giúp ấy. Sang giúp tàu mình ấy. Các bạn bị vấn đề gì để tớ sửa cho. Để em bơi sang em ném lửa tàu đó. Bực. Đạt trời. Tứ bực. Đặt nạp bạn lửa vào. Đang cầm lửa rồi. Từ đợi anh hai anh em cùng lên. Cái lửa thì không ăn thua đâu, bắn nó chìm. Lửa cháy nó chỉ phải dập thôi. Không cháy, cháy nó đâu, đây đấy. Điên, cháy nó có nó khiến tàu chìm nhéo đâu. Có, nó hỏng hư, hỏng cái tàu được. Chết cười. Tôi chỉ làm mỗi một lần duy nhất. Ừ, đúng không? À, đúng. Đánh thật đấy, sẽ đánh thật đấy. Sẽ đánh mà, anh đã cầm, anh đặt xuống mà anh còn chưa làm gì luôn đấy. Tự nhiên nó lổ hình quá luôn. Cái đái sẽ đánh thật ạ. Khi nào cho cháy cho nổ, bảo anh luôn để anh bắt đầu bắn nhá. Lên. Chúng mày cho cháy xong chúng mày vỡ trên đấy giao chiến, hiểu không? Không cho chúng nó mẹ kiểu phích. Có tàu nó gặp mẹ rồi anh ơi, nó bỏ tàu rồi. Ơ kìa. Tàu này nó bỏ rồi mà. Đâu bỏ đâu? Bỏ, là, nó bỏ thế nào? Hay là sửa tàu nó luôn. Bắn chuẩn không? Tàu này gặp hết mẹ cả cái tàu ở đâu nữa. Thế mình phá tàu mà. Ủa? Sao ai ném lửa em đây? Ai ném lửa? Bây giờ mình ấy tàu mà. Mình cũng bắn chuẩn đấy. Chả chuẩn. Chỉ có chúng không có trượt phát đảo luôn.
Ui xô. Rồi, nói chung là cũng làm cái sự an ủi được tớ. Lấy đi. Thôi lên đấy xong rồi xem lấy pháo phiếc gì đạn điếc gì đi. À đây bọn này nó nghèo lắm, có mẹ gì nó đang đút. Ê mà cảm giác hơi lạ nhỉ, nếu mà chúng nó thoát game thì tàu nó phải biến mất chứ sao nó lại vẫn nằm đây nhỉ. Thôi em thấy một thằng nó chạy lên đảo. Thế à? Giết nó rồi, bọn nó giết nó rồi. Thế à? Nó giết nó rồi à? Thôi tàu các bạn đi rồi. Mẹ nó bị sẽ đánh luôn. Sếp lại đánh cái tứ. Đúng lúc em. Đúng mẹ là tứ bị sẽ đánh thật. Tại vì trên em nó lướt một tí máu ấy. Em thấy trên tiếp bạn luôn. Tứ tôi không biết là đã làm những cái trò gì mất dạy để ông trời ông bực. Đánh sếp hai lần. Đụ lang quá. Chắc ông trời cũng không thể đứng yên được, khoanh tay đứng nhìn được trước cái hành vi chăn rau. Đi đụ lang của tứ. Thấu trời xanh. Nếu hiểu mình như tứ nhảy sẽ đánh nó bơi nhảy. Kìa đã nó bơi nó lút đồ kìa, thằng kia nó bơi nó lút đồ kìa. Tiên cá của nó. Ừ, có tiên cá chứng tỏ nó ở gần đây đấy. Kéo tàu lên nó té thôi. Té, chúng tôi có cái gì mà phải sợ. Lên đảo lấy đồ chưa? Cái đồ lút đồ của cái dương này đấy. Nhiều lắm, vừa lấy tao sang đó lấy được. Đã bị lỗi. Lấy được chục quả đạn nữa, nhiều dầu lắm. Các anh em Pháp Sư The Hunter vẫn chưa xong à? Verify gì mà lâu thế? Vâng. Em vâng, không muốn verify xong phải update lại thì em không muốn chơi thì em cứ nói ra. Chân anh rồi. Ở trên này có bán đồ anh Dũng, vào đây bán luôn. Hả? Cái này là Apport đúng không? Thì vào bán luôn, Apport thì bán luôn. Khéo tứ này học cái bộ môn tiên hiệp gì của tiên hiệp gì của Pháp nên độ kiếp hay sao chứ. Rồi Sanctuary Outpost này vào bán đồ luôn được đấy. Cầm mấy cái thùng lên bán luôn. Ừ, sẽ lại đánh rồi. Đây anh kéo tàu lên, anh đưa tàu vào trong đấy cho nó dọc bán đồ cho dễ. Kéo đi. Thôi mà nói chung hôm nay ra đủ content rồi anh em. Cái pha tứ cầm thùng nổ và xét đánh trúng nổ là content tuyệt vời rồi, không thể là có cái content nào hay hơn luôn. Chứ còn pha đầy tứ có sang tàu nó cho nổ thì bọn tôi chỉ cười khà khà. Đấy, xét đánh đứa này. Ok kìa. Em... Tứ đến đâu xét đánh đến đấy kìa. Em có là đứa thì nó xét đánh văn đứa nhở. Thôi, tứ em ra khỏi tàu ngay, không có là tàu mình thì tôi đã... tứ là tốt nghiệp đại học luật ngành hoa quả rồi. Cái này là giống kiểu Đạt chơi Icarus ý, là cứ có thằng Đạt là có gấu ý. Còn tứ bây giờ cứ có tứ là có sét. Đạt gấu tứ sét. Không có lẽ nào đánh cũng bắt nữa. Tứ giờ đang lái tàu bánh doanh cái đầu ấy vui nhỉ. Mà tứ ở nhà ở Hải Dương mà sẽ thêm sang phải mẹ. Đang chơi game một sét đánh mẹ hỏng mẹ cây mà. Đúng rồi. Đúng, ngoài đời tứ bị sẽ đánh hỏng cả cây máy tính mà. Đợt đấy chắc cũng đụ nhiều. Thế thì đúng rồi. Ui rồi. Bốc có mẹ đầu luôn. Chuẩn chỉ luôn. Bốc đầu luôn. Bán đồ anh ơi. Đấy, xuống bán đồ đi. Tôi mà không cẩn trọng xuống dưới này kiểm tra bán đồ xong lên đâu thấy tàu đâu. Thôi có khi là xong bán xong đồ thì xử hủy cái tàu ấy đi luôn đi cho tàu mới luôn đi cho nó xong. Tàu mình nhiều đồ lắm, giàu lắm. Giàu à? Đá ơi, bán ở thằng nào? Cảm ơn anh em tít le nhá. Tứ châm bom cảm tử và cái kết bị sét đánh không trượt phát nào. Thế tại tờ này cũng rồi anh em ơi. Tít le đấy chó xem anh em ơi. Tứ chăn rau bị có những linh hồn các em gái báo chù à? Đụ lang quá nhiều. Tứ
Bị trời phạt. Chơi game cũng bị trời phạt. Chết đấy. Chết đấy. Để công dung đất kiếm. Cái đụ lang. Cái chữ đụ lang cho trong ngoặc kép nhé. Ừ. Đấy. Lụ đang chứ, phải là lụ đang. Được. Chứ lụ đang là lên là YouTube nó phạt ban đấy. À, lụ đang. Ừ, lụ đang. Ơ, phải à? Bán được mụ nào đấy? Cái thằng ở trong ấy. Lều liếc đây đúng không? Lạng đu à? Ừ, lạng đu. Ờ, hết bão rồi. Khổ các bạn kia chắc không hiểu chuyện xảy ra. Tự nhiên có mấy thằng ở đâu, tự nhiên có một cái thuyền đến gần mình, tự nhiên cái thuyền nó bị đổ phát. Thế xong tự nhiên các bạn còn đang chưa hết thương cảm với cái tàu đấy, tự nhiên mấy thằng bên tàu ấy lao sang trong quăng lại lửa với lại bắn chìm tàu các bạn. Cái này mà đánh đâu đấy? Tôi thật với anh em chứ nếu mà phải tôi thì không biết là cái lúc đấy phản ứng của tôi sẽ như thế nào luôn. Anh em tí nữa lên Reddit nhá, xem là có cái bài post nào ấy về cái việc này không nhá. Ơ, thằng này, cửa bán nó ở đây mà. Thằng này à? Đây, cửa bán thằng này mà, sao thằng này nó không mua đấy nhở? Mỗi cái nó bán một chỗ rồi. Mẹ, cái trà trước này nó bán đâu vậy ta? Lấy cái trà đấy ít tiền lắm, ném đi, được có vài trăm, vớ vẩn. Bán vứt mẹ đi. Cái đầu lâu còn hơn, cái trà này có 200, 150 đấy mà. À, bà đó là câu cảng à? Cầm bán đầu lâu, đầu lá này này còn hơn. Bà bán đi cho Tứ còn có tiền mua cái bộ mới chứ còn... Mấy giấc phải sức. Không là mua hả? Đúng rồi, phái lụ đang hay là cái phái là một nhánh của võ đang nhá. Trước là cái phái võ võ đang là có anh gì bố của Trương Vô Kỵ nhỉ? Võ đang thất hiệp ấy, anh gì bố Trương Vô Kỵ nhỉ? Trương Tam Phong à? Trương Thúy Sơn. Tứ ở đây là Trương Tứ Sơn nhá. Ừ đấy, cũng Thúy Sơn cũng là à Ngũ nhỉ. Ừ. Là xong phía sau có Tứ Ca đấy, lão Tứ Ca là bị làm sao nhỉ? Ừ. Anh em cho tôi hỏi là trong võ đang thất hiệp và lão Tứ Ca hồi đấy là bị làm sao nhỉ? Có phải lão Tứ Ca hồi đấy là bị thằng nào nó giết chết tốt cái gì ngay từ đầu chuyện không? Không, Tứ Ca. Chắc đéo đéo xem Kim Dung rồi. Chắc anh em cũng xem. Đéo biết gì. Không bỏ được. Cán ơi. Mà trẻ lớp bỏ. Trẻ bây giờ đéo xem Kim Dung đâu. Chúng nó bây giờ chỉ có top sâu top kim ấy. Là nhanh chứ Kim Dung gì. Top rồi. À bị què à? Liệt à? Nhưng... À đúng rồi đây. Từ cơ là bị liệt. Không liệt xem cu. Nhưng vẫn biết rõ là Dạ Chí Bình là ai. Liệt cu do Dạ Chí Bình nói làm cái gì. Cái đấy nó là chen mấy thằng trẻ trâu em chấp làm gì. Chúng nó... Thọt à? À đấy. Cảm ơn anh em cô láng giềng. Kiếp trước thọt là kiếp sau là thành coi như là máy dập đấy em... À Tam Ca mới bị liệt à? Cái Tứ Ca là cái gì rồi tôi sớt luôn rồi dành. Là toàn trời dân em... không xem chán vãi trưởng. Bọn trẻ bây giờ không biết nó làm cái trò xem cái gì luôn. Thề tác phẩm phải. Văn học nó hay hớm không xem toàn xem cái coi như là vừa va vẩn có phải rồi, nó đang thất nghiệp à, thất hiệp lại thất nghiệp à đấy Tứ Ca là Trương Tùng Khê đấy kinh đấy chứ khê Tứ, à? Ừ khê Trương Tùng Khê là người thông minh đa mưu túc trí đấy kinh đấy chứ nhưng sau đấy đã có thông tin gì luôn. Thế này là kiểu vô danh à? Thì tôi thấy là lịch sử ở trong như là ở trong võ đang thất hiệp là ông nào cũng kiểu có lịch sử thì sao tự nhiên Tứ Ca lại chả có cái thông tin mẹ gì chán vậy? Hay là kiểu nó cũng thông tin đó nhưng mà nó kiểu nó cũng ấy là nhạy cảm nên thành ra là nó không được. Đúng không rồi, mà. Bị xe đánh chết chẳng hạn ấy, kiểu trong khi Trương Thúy Sơn với lại Ân Tố Tố à? Còn đang ở trên đảo thì ở nhà Tứ Đại Hiệp đã bị sét đánh chết chăng? Chẳng biết. Nên là không được ghi vào lịch sử ấy. Tứ Ca là sang với là sang Việt Nam là một cái đánh khác của ấy của võ đang là lụ đang.
đàn sái. Nếu mà là võ đang thì theo kiếm khí, còn cái bôn của tứ ca là thêm bộ môn kiếm thịt. Tưởng là tinh khí. Lũ đang phái. Tam ca cũng chăn rau anh ơi á. Ơi mà thế là chứng tỏ là trong thế giới ở Kim Dương mà tứ ca là không cạnh tranh với tam ca. Thế là sang Việt Nam. Có bán được đéo đâu anh ơi, cứ bảo bán đấy. Bán này đâu, bán cái viên đỏ đỏ này đâu đạt. Viên đỏ đỏ này trong lều gì đấy. Tao bán hai cái đầu lâu rồi đấy. Đầu lâu được giá nhất tao bán hết rồi. Còn lại mấy cái trà xanh đấy chỉ có ném đi. Được có 150, 200. Đáng mẹ gì, thời gian mới đi. Bố đi rồi xong. Mua thì mua thằng mua thôi nhá, thằng nào mua. Đây mua đầu lâu này. Vẫn còn cái đầu lâu nữa ở trên, lấy đầu lâu em ơi, còn mấy cái vớ vẩn này vứt đi. Rồi ngon. Ôi 2000 đấy, kinh đi chứ. Ôi, bị game được 2000 anh ơi. Em phải hiểu là trong này em chỉ mua cái buồm thôi nhá. Cái buồm skin buồm vớ vẩn đã 220.000 rồi em. Anh nói thật với em là em có bán đến coi như là em phải bán 100 cái viên ngọc đấy thì em có đủ tiền để em nâng cái buồm nhé. Trong này tiền nó mất giá lắm. Có 300 đấy. Ừ, đầu lâu nó tùy cái. Hết rồi. Cái chuột này có bán được không? Chuột ai không mua vứt đi. Không, đúng lúc anh em đang kiểu chờ đợi. Mẹ, một vụ của nổ ấy. Ừ, để kiểu mở mai mở mặt với lại mạng xã hội ấy. Đang kiểu hai lai đoàn ấy. Hồi hộp phải không? Hồi hộp. Chóa chụp bãi luôn. Rồi kéo tàu lên rồi đi. Đó. Thôi đi em mua áo đã, cho em mua cái áo khác. Ừ, đi em về mua đi. Đã là mua đại nào đây? Mua cái bảo nào là bây giờ cái nhà em bảo nào là đây, bây giờ cái nhà ngay chỗ dưới đây. Bây giờ đơn giản lên mà đấy. Anh đang không có tiền anh mua quần đấy, xong anh cởi bẹ trần ra. Đúng rồi, trông chỗ đỡ. Trông chỗ đỡ thì bây giờ mua áo thì bây giờ để quần nó vẫn cái quần trong nó lẹt phẹt đấy thì. Biển giờ yên bình luôn, không thấy một thằng nào luôn. Không thấy thằng con nào xuất hiện luôn. Mà đi ra cái chỗ kia thôi, là lấy thôi lại thì quên. Thế. Đợi tứ lên đây là đi ra luôn đây, nhiệm vụ em vẫn chưa xong. Hết cả ngày đấy. Toàn làm cái việc vạ vẩn. Mua pet á? Tôi nhớ là mua pet rồi mà. Nhưng chưa đã từng lên mua pet rồi mà, nhưng mà không đủ tiền hay sao nhỉ? Có một lần đã từng lên mua pet rồi đấy. Nó đéo nó nạp. À đúng rồi, đúng, nó phải mua bằng tiền ở ngoài, không nạp được tiền, đúng rồi. Có anh em nào vừa donate nhá, nhưng mà không nạp được tiền. Mua lại mà, mua lại được không? Em mua khẩu súng này nhỉ? Khẩu súng làm gì? Cái chỗ bán pet nó là hình cái gì? À rồi, vào rồi. Đấy, Hunter vào rồi. Bán pet nó là cái hình gì nhỉ? Này là... Cả bác em hữu bó đó. Này là bán vũ khí. Weapon. Cái này là bán... Đất game anh em, con này... Phải, con này là top sell... Top... Ở bên đấy đấy. Nhà 2 tầng à? Don't forget to return. À đây đúng rồi, trên tầng trên. Cái gì đấy? Đây hả? Đúng rồi, pet đây rồi. Vẫn còn đầu lâu thì thứ này nhiều lắm. 5.400. Anh Dũng anh mời em ấy. Ở đây. I have no time for the foolish. Làm đây mời nhỉ? Hình như là phải ra bên ngoài chọn cái gì nhỉ? Xbox. Xbox console companion thì phải. Ui, đắt thế. Add healer đây đúng không? Mà tao cần gì phải mua chó nữa nhở? Trên tàu có sẵn con chó rồi mà. Không hiểu. Tự nhiên lại ư hự lên thế. Ai nói cái gì mà tao ư hự, chả hiểu.
đang offline mà, sao thấy Hunter đang ở cái trạng thái là offline mà? Phải nhỉ? À đâu, siêu thiếp bên menu mà nhỉ? Cái này mời thì khó thế. Tự roi được mà Hunter. Tự roi nào, bảo nó xem nào. Tôi roi luôn nhỉ? Chứ mời cái này nó thế đéo nào. Ancient coins only. Ai, úi dồi ôi. Mời chưa? 649, không mời được. Anh nhớ phải là cái này nó không mời được. Remember, pursuing wealth is a virtue. Để xem nào. Mời cái nào. Vào đây rồi. À đây, invite friend đây rồi. Đây, anh tí anh mời đây. Phải nạp bằng tiền ở ngoài cơ. Nạp tiền ngoài thì mới mua được. Bọn khi mà khốn nạn này phải nạp tiền bên ngoài mới mua được. Không có là không mua được. Đắt lắm. Tôi có 75 tiền trong khi cái kia nó. Có cái shop đây kênh vào thử chưa? Cái shop mua skin các thứ ấy. Anh biết rồi. Shop phải nạp tiền. Chắc Hunter nạp được mà. Phải purchase. Hunter nạp như mất thì sao ấy. Đâu em mua được cái bộ xương đây. Mà bộ xương mà. Toàn 649 thôi, đắt thì vãi trường. Em ôi. Đâu anh mua bộ skin thì có 200 300 thôi mà. Đâu bộ nào đấy? Em mua mấy cái bộ nó đơn lẻ. Anh mua mấy cái độ bộ nó nhiều nhân vật thì nó mới đắt. Anh chưa skin anh có được nhìn anh đéo đâu. Skin phải được nhìn. À mà pet. À, cái tiền mà, này... mà công nhận là hồi xưa đấy là sao anh em nghĩ gì mua khẩu súng 2 triệu rưỡi nhỉ? Ờ... Tiền về bao ra thì không hiểu. Đến một lúc mua xong cũng là lúc xóa game ý. Con mẹ. Mà hình như là cái mạng mua nó không mua được. Đây này, purchase Ancient Coin nó không hiện ra luôn. Hình như là với thị trường Việt Nam nó khóa cái việc mua hay sao? Em này mua được. Em này mua một cái khẩu em súng là, em là mua bản trên Steam nó khác. Còn một anh là bản ở trên Microsoft Store này, nó sử dụng hệ thống Store và Microsoft nó khác. Nó không lùi gì luôn mà, nó không lốt ra được luôn mà. Ông người Hunter mua cho anh em xem nào. Thôi, chỉ có Hunter thôi. Anh em xem donate cho Hunter mua gì thì... Bọn tôi thì cũng... Không có thì... Chắc nó khóa, chắc ở Việt Nam không biết có hay vào có hack khủng gì không mà nó lại khóa. Bọn tôi mà mua được thì bọn tôi mua cả cái shop luôn. Tiếc gì. Thật, khẩu súng Valorant mà tôi mua xong xóa game luôn mà tôi còn hơn 2 củ chúng tôi còn chơi được. Dăm ba cái này là cái gì? 2 triệu rưỡi khẩu súng mà tôi còn mua đấy. Mà mua xong là xóa luôn, mua xong là xóa game luôn chứ không phải là mua xong là chơi tiếp. Tứ là mua xong tứ còn hack để cho bị xóa luôn. Khóa luôn, 2 củ rưỡi mình. Xong còn khóa luôn cả A-cao thằng bạn luôn mà. A-cao bạn là còn nạp đến chục củ khóa luôn. Khóa luôn. Đâu con nó vẹt rồi anh. Tao lại mua vẹt. Mua con gì chả được. Mua con nào mà em nhìn cái mặt giống Đạt ấy. Em mua. Mua con mèo ấy. Em giờ thay đồ, thay đồ kiểu gì? Anh Dũng ơi. Hả? Giờ mua đồ rồi thay ở đâu? Thay đồ á? Thay đồ lên thuyền thay sao nhỉ? À nhớ thay đồ như nào luôn. Tàu của mình đâu rồi? Tàu thay thử. Tàu của mình đâu rồi nhỉ? Đâu, mua thay ở bên dưới chứ. Thay ở đâu? Chỗ nào nó thay ở chỗ nào nó có chiếc quần áo này thay chứ. À đúng rồi, lên tàu. Tàu gì? Lên tàu tầng 2 có chỗ thay. Bật lại cái đèn tàu lên đi, lúc nãy khổ bây giờ tắt đèn để che giấu thân phận. Xong một lúc sau tự nhiên lại sáng, rõ cả hết cả tàu lên. Khổ anh kia có mỗi một mình kìa. Thế à? Ừ, khổ. Quá, em thấy mỗi mình nói mà. Ủa chắc lên đây làm cái gì ấy, tức là về thấy thuyền mình xuống vẫn còn định cứu tàu ấy, bắn chết mẹ luôn. Xuống cái lìn. Vẫn còn đến ở sao vẫn còn nhìn tàu nó chìm đến như vậy rồi vẫn còn xuống định xuống tầng 2 ấy. Đấy, cứu là cứu cái gì bắn chết mẹ luôn. Chắc còn nước còn tạt. Mà tàu đó là thủng sẵn luôn đấy, không hiểu. Châu nó bị sét đánh với cả mưa, cho nên là có nước lên. Mưa nước lên thì nó chắc nó lên nó bám cái gì khổ. Thôi nhổ neo rồi đi tiếp thôi. Thương mày này. Đi thế nào cuối cùng là lúc nãy đang từ 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 đây đáng lẽ lên trên này bây giờ lại phải
xem có cái fort ở gần đây. Đổ neo nhá. Đổ đi. Bây giờ đi theo hướng SW tứ nhá. SW. Tứ biết lên chưa? Đang thay đồ. Đấy, cứ thay đồ đi. Ờ, khéo mình phải vào thay đồ tí. Đấy, chỗ nào không thấy này. Đấy. Quần áo này. Không thấy, vui rồi không thấy. Đây. Sao cách đi rồi? Ngược bóng gió. Rồi thì mày nàng tìm cá là xong chứ có gì đâu. Cái áo là thay đâu đấy đặt. Cắt đấy luôn đây. Không thấy gì. Cái phòng khác à? Không nào khác đâu. À đây. Nói anh Đạt cho em nướng nhờ củ khoai. Vốt dơ, anh em viết vốt dơ thì viết sai rồi anh em, vốt dơ nhá. Anh em thấy là hơi nửa mùa nhá. Chứng tỏ là thanh niên này là không phải vốt dơ nhưng mà lại giả dạng vốt dơ, nghĩ hay. Vốt dơ ta không viết như thế anh em, vốt dơ nhá. Anh em xem lạ. Rồi, xong. Let's go. À ơ nhỉ, bánh lái lại còn gãy khổ. Sau pha của Tứ gãy bố cả một cái vá tạm cho Tứ đấy. Ủa? Tứ trông vẫn ấy nhỉ? Nó cứ SW đi thẳng đấy Tứ. Đó. Dùng cái máy xeo gì đó. Đỡ lắm. Đấy. Chồng. Ủa trông cái này giống như kiểu là con gái mặc ấy. Đạt ý không? Còn gì cái là váy phụ nữ mặc mà. Chứ làm gì có người thằng đàn ông nó mặc như này. Cái váy là cái váy nửa người ấy. Hay là Tứ là chọn vật nữ bà già hay sao chứ không phải đàn ông đéo đâu. Thì bà già hay sao mới trông tởm lắm. Đẹp bà. Đẹp bà chứ. Vú bê trông kinh như đấy. Hồi xưa Nam X bảo yêu U50 khéo đây. Đúng cái này là ngu thật. Có cái ảnh đấy gì. Có cái ảnh đấy. U50 mẹ rồi. Quả trông màu mém lắm. Không biết anh em đã xem quả ảnh đấy chưa? Khổ. Lên nhìn mặt Tứ này màu mém cực kỳ luôn. Không mà không hiểu sao Tứ rất nhiều ảnh nhá. Một ảnh là nằm bên cạnh bà U50, cả một ảnh nằm bên cạnh thằng cha già. À không phải là nằm bên cạnh thằng cha già mà nằm bên cạnh một thằng đàn ông ở trên giường. Đều không mặc gì luôn. Sợ thật. Bảo sao xét không đánh là đúng thôi. Làm những cái chuyện như vậy thì trời không dung đất không tha. Ngược gió à. Phải ngược để chấp nhận đi em. Đúng rồi. SW đúng không anh? Bây giờ mày đi về giữa S và SW đây. Đây đang giữa S và SW, đang đâm thẳng ạ. Giữa S và SW không thì bây giờ đâm xuống S đi. Đâm xuống S đi. Đâm xuống S. Làm tí nhạc cho nó hơi khoai cánh nhở. Khổ buồn. Tí nhạc thôi anh. Vâng. Đấy buồn. Đâm thẳng nghe theo đúng chưa? Đâm thẳng hết chưa? Đâm thẳng hết rồi. Đó là 5 tuần.
Ờ đúng rồi đấy. Đâm thẳng. Rồi bây giờ mày rẽ sang SW đi. Rồi rẽ sang SW. Đâm thẳng là mình sẽ đến. Ê có hòn đảo trước mặt mà. Chị rẽ sang SW đi. Ê có khoa học, khoa học kìa. Đó. Thôi bỏ qua rồi đi, nó chìm rồi, bây giờ không không kịp rồi. Giờ còn đá nhá. Rẽ SW đi. Đem ra. Đem ra để qua hòn đá này nè. Cảm ơn ông tổ. Phải tất cả các nhạc cụ tập trung ở đây nên bài mới hay. Từ đến nơi đã. Rồi buồn lắm. Thì thấy chưa, cái đảo kia có hai cái tàu bảo vệ nhá, có hai tàu địch bảo vệ cái fortress đấy nhá. Mình phải tiêu diệt hai tàu địch này, hai tàu bốn này, chuẩn bị giao chiến kinh khủng đấy. Hai tàu là tàu người, tàu ma nó canh, nó canh em đấy à. Để xuống đấy đạn này. Ui hai tàu to đây. Tàu bốn bằng mình mà, nó canh mà. Giao chiến đây lại. Cái tàu nhá. Nó có bắn mình không nhỉ? Có chứ không bắn. Bắn mạnh luôn. Đi làm sao để song song cả tàu nó thì bắn được nhá. Song song nhá, song song cả tàu ngay bên này nhá. Mới bắn được. Nó bắn luôn rồi, nó bắn kệ nó. Mày chấp nhận thôi. Ủa nó bắn ma. Không bắn cái con gì sát tàu mình vậy? Nó bắn đạn ma. Rồi làm sao xong chuẩn bị vào pháo chuẩn bị bắn này. Bắn này. Nó chuẩn bị bắn rồi. Bắn mẹ luôn được nào. Chơi nhau luôn. Ồ lão với các ông bảy. Ồ lão các ông bảy à. Công thành chiến. Ui. Công thành chiến. À hôm trước em quên. Bắn cho pháo cho nó cầm họng luôn. Như vậy là cái tàu này bắn mình rồi. Được rồi, hạ neo đi, hạ neo được đấy. Đi vào xem nào. Ôi hạ neo. Không được rồi, rút, kéo neo lên. Kéo lên. Nhà bây giờ như nào? Cái tàu kia hiện lên nhở, mình đi vào. Đâm thẳng vào cái cửa luôn. Vào rất gần nó không bắn nữa đâu. Tàu kia nó chỉ là kiểm dọa mình thôi anh ơi. Chắc là nó chỉ báo hiệu. Hà leo. Nhảy luôn. Hà leo. Sự đẹp luôn, chuẩn chỉ luôn, nhảy lên được luôn đây này. Anh em thấy công thành như thế này. Ở xuống xem, bọn đâu rồi? Máu lắm. Trong nhà canh ơi, trong nhà có này. Xem có vẹo được. Có gì không? Sao không thấy thằng nào đấy? Ủa trên này nhiều cá đông lắm. Có thùng nổ đấy. Có con ma đây em ơi. Trên này có thùng nổ luôn này. Cầm thùng nổ về chuyện đi em. Bắn thùng nổ là nổ thuyền mình luôn hết đâu. Từ hết. Có một con ma rồi. Clear rồi mang về. Để em lên trên tận. Chúng mày đi đường nào mà chúng mày leo lên trên nhanh nhé. Em nhận được một túi tiền nhá. Hả à, chúng mày leo lên đây à? 22 đồng. Ở đây có thùng nổ đây đúng không? Nhìn rồi. Đã chưa? Có bài có súng đấy anh ơi. Không chuyển được nổ được không? Từ lâu ấy không về. Nhạc hay vậy. Cái gì đấy? Tiếng gì đấy? Bây giờ có cái. À, tao nhận được cái chìa khóa, cái chìa khóa ấy rồi. Chìa khóa kho báu ở khu này rồi. Game phòng anh ơi. Ở đâu? Xuống ngay. Em phòng rồi này. Ở dưới. Đi đường nào xuống đấy. Ở bên ở trên tầng trên mà. Có một cái phòng bên dưới lên luôn. Đây, xuống đây. Đường này xuống canh ơi. Đây ta đang ở dưới rồi đấy.
ngang tên em, nhìn tên em, nhìn tên em, nhìn tên em đi xuống. Fox đít che sò kỳ đúng không? Ôi, ôi trời đông lắm. Có vào được đâu? Đây 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 có, đây. Có đây. Có cái hầm đi xuống. Phải đi ở dưới nữa à? Đặt đi vào cái đường nào? Không hiểu ở đây. Đây đây, đây. Anh zoom ra cho em này, thấy tên em không? Rồi, nhìn thấy rồi, đây. Đây đây đây, cái hầm này. Cái nhìn thấy rồi, nhìn rồi. À đây, tù binh đấy, mở bố còn gì? Mở đâu đây, đây, cửa đây. Đây à? Ờ đúng rồi, cái cửa đấy. À ngon. À, cái cửa được đấy, được. Trời ơi. Ui ôi, có báo kinh chưa, cầm về đi làm gì nữa. Ai yếu lắm anh ơi. Ôi ôi, có báo này thì ngon rồi, tiền nhiều lắm này các em này. Captain chết đấy. Ừ, có lời à. Ui giời. Đi đi kìa. Ai cái gì đấy? À bố được. Mày có ma. Mày nhưng mà sao kìa. Chui nhau không? Chui không? Ê. Con mẹ mày. Đang. Tuổi. Ơ kìa. Ơ. Ơ kìa. Sao nó cũng biến mất nhỉ? À tốt tốt tốt. Ai bắn đấy? Không anh kéo okay. Kéo cửa đấy để mình về về cầm kho báu về, kho báu về thuyền. Thôi bạn chuyển đồ về đi em ơi. Nhanh nhanh không có nó lại ra đấy. Anh không đêm dài lắm mộng rồi có tàu quá. Đến là tôi đi. Thật lại thấy tự nhiên về thuyền thì bòm cái thì thôi đấy. Hunter nhớ quay lại lấy cái lấy hết kho báu xong quay lại lấy cái thùng nổ. Vâng vâng. Cứ tưởng chiếm khó thế nào chứ chiếm cứ dễ như là đi vào nhà hoang này thì hơi chán nhỉ. Anh vào đây chụp ảnh không? Giờ chỗ này nhiều vàng lắm đây. Cảm giác hơi hụt hẫng ấy. Hay do bọn tôi giỏi quá. Thực sự là cảm giác hơi hụt hẫng thật. Dễ quá. Cái nhiệm vụ của nó, tờ nhiệm vụ của nó đâu rồi? Nó bảo còn phải cứu nữa gì cơ mà. Các bạn này bên là sao để đưa bọn này về? Khó cái thằng này anh ơi. Cửa đó mở được anh á, đâu. Ui, em cầm được quả đầu lâu lên như kiểu mình bị đôi trời ấy. Đầu lâu lú lắm. Kìa, đó, kìa, có thằng kìa. Quả là đúng phải cầm cái dương này về này, nó bảo cầm dương về cho nó. Không, cầm cái dương ở trên này. Cái gì mà có anh em bảo là có thằng đánh trước nhưng nó không mở hòm. Thôi, chả có thằng nào đánh trước mà lại không mở. Các ông lại chém gió và vẩn. Ở đâu ra có thằng nó đánh trước mà lại không mở thì đó là cái thể loại gì? Đây, trời em ơi. Tìm được cái hòm của nó rồi. Anh em bảo cái hòm là cơ anh? Không, anh em bảo là có thằng nó đánh cái bọn này trước rồi xong rồi nó đánh thắng bọn này rồi xong nó bỏ đi nó không lấy kho báu. Nghe câu chuyện nó còn hơn cả cổ tích. Người tốt thế. Thật cổ tích giữa đời thường à? Cặp lá yêu thương à? Ừ. Rồi. Cặp lái yêu thương của VTV1 rồi. Đây. Anh có chìa khóa lên trên phòng trên còn cái phòng nó ấy đó. Thật cái này phải gọi là quà tặng cuộc sống nhưng mà lời. Có chặt được gâu này, ô chặt được gâu này. Mấy trăm gâu luôn này. À nhặt đi em. Đó. Moát đi. Ôi ôi nhận được một tí à. Tưởng là cái này còn phải vào cứu. Có, cứ nhặt kho báu đi đã. Ừ. Rồi tính sau làm gì nữa cứ phải vội làm gì. Nhạc nó khá là chill chứ. Các ông ra thuyền nhanh lên, chúng tôi đợi sẵn rồi à. Đâu anh em nào đợi sẵn chúng tôi đâu. Có biết chỗ này cất là đến đợi tôi thật. Cái vùng biển bây giờ chúng tôi là bá chủ. Quả thùng nổ về chưa?
Đây đây đây, để mang về đây. Ây à. Ôi, em tìm được chìa khóa rồi. Khóa tầng kia đây đúng không? Cái Vẫn còn nha, vẫn còn thùng nữa nha. Còn kho báu cả, kinh vậy. Ở trên là quà này anh nhiều á. Đúng, trên này mình phải tua một vòng xem có thằng địch nào không. Cẩn trọng. Các bác thùng nổ về nữa về nhá. Ờ à, ngon. À, chưa đó. Để hai thùng nổ này mà hai ít kêu phi lên tàu nó cho nổ một lúc thì còn đến bố chúng nó cũng không làm gì. Ô, đằng kia có cái tổ ma à? Lấy thùng nổ với các anh ạ. Từ đã cái tổ ma này có tấn công mình không? Từ đó, đây là gì đấy? Để xa xa ra anh em ạ, để ở sát với lại cái mạng tường là nó bắn một phát là nổ, theo nổ cả thùng nổ thôi, cướp luôn. Không, tao bọn này không được, không bọn nó đứng yên ở đây. Ờ, lên trên kiểu gì đấy, sao nó bảo vệ một cái chỗ gì đấy ở đây thôi anh em ạ. Không tiến về phía chúng tôi đâu. Ủa, lên trên kiểu gì cơ? Cái này là tàu ma, nó có đường lên đây em, có cái cầu thang đấy. Kéo có thằng kìa, cầu thang ở trong nhà rồi, yên tâm rồi. Thôi đây là gì, thoải mái luôn. Sao có tiếng chuông rồi đấy? Chuông ở trên đấy từ nãy đến rồi, thằng đấy bị làm sao đấy? Chuông là mỗi lần ma nó ra hay sao? Về mới hoàn trong phòng này, ai ra bê về đi. Mình xong nhiệm vụ thứ hai rồi nhá, mà mình vẫn chưa đi fit thằng Phantom Tyler nhá. Mình vẫn chưa tiêu diệt cái bọn ma. Phải tiêu diệt toàn bộ bọn ma trên này mới hoàn thành được. Mình mới làm xong cái thứ hai, tức là free được bọn nhà tù ra rồi. Được chưa? Mình vẫn chưa lấy hết bọn ma trên này đâu. Phải giết toàn bộ mấy thằng ma trên đã. Ủa, có thằng nó bóp kìa, cắp được kìa kìa. Ở đây, đây, đó đây, sửa luôn. Captain, đây còn cứa. Mày. Quá. Thắng rồi. Số ơi, nhạc hay thế kìa. Lấy cái chìa khóa luôn. À, ờ, lấy cái chìa khóa rồi. Chuẩn ở đây em. Chuẩn đấy, chìa khóa đấy. Chìa khóa mở đâu ạ? Đấy, sử dụng để mở cái chia corridor kìa. À, mở cái chest trên đấy. Không, mở một cái cửa chia sờ, tức là một cửa kho báu, như là một cửa kho báu khác nữa cơ. Em nhớ là thử trước đi tìm còn cái cửa nào nữa không, để mở bằng ấy nữa không? Đấy, chứ em nhớ là mấy cái hòm mà mình lấy là sẽ bị khóa, mình phải có một cái chìa mở. Không, nó vừa ghi là cái nó... Đó. Chia skill mà. Đây là cái chìa khóa hòm. Lần trước em nhảy vào đây là một cái. Đấy, cầm súng bắn kéo anh về đây. Chia skill. Anh lấy cái kho báu mà. Mở cái này chưa? Đấy, thùng nổ đây nào. Anh lấy thùng nổ. Cái này là đạn, lấy đạn đấy mày. Đây đây, cái thùng này lấy đạn đi. Mang cái thùng về. Trên này còn 324 viên đạn đây này. Đây. Ok. Kéo về. Đừng có nhảy lên em. Em nhảy đâu? Em đi nhảy làm sao anh bắn được? Bắn từ gì đây? Rồi. Anh tìm ở tầng 1 là một khoang kho báu, đúng rồi, làm cái khoang kho báu em ơi. Quay lại lên mở cái khoang kho báu đi. Tầng 1 là một khoang kho báu. Ừ. Có một cái khoang kho báu luôn. Ê, em này có thùng nổ nữa này. Ừ, cầm về luôn. Ra, bắn. Thùng nổ là chết đấy. Mang về. Bắn được à? Bắn vào nổ mày luôn. Bắn vào nổ luôn đấy. Kích nó mới nổ. Tớ lại muốn đi lần 2 à? Anh em mình chỉ cần 2 thùng nổ thôi là đủ để một cái thằng tàu chúng nó mới xác định luôn. Hay là bây giờ mà đi ra đảo đó lâu, à lâu ra đánh chiến tàu đó lâu là cứ mỗi thuyền, mỗi quay là một tàu. Một thùng. Khó, nó chẳng bắn cho nổ. Cái này chỉ chiếm với tàu ấy thôi.
tàu địch thôi. Thế chưa? Thế là nói chung là mình té đúng không hay nào? Chưa, đã lấy kho báu đâu. Còn một cái phòng kho báu ở dưới tầng 1 nữa. Anh em bảo là còn kho báu dưới tầng 1 nữa. Tìm nốt nào. Bây giờ anh em này trả đi. Tìm thêm đi. Đừng để mà. Anh Tứ thùng cầm thùng nổ anh ơi. Không, Tứ nó chỉ thùng nổ ấy, giấu ở trên cái cột buồm giữa kia là yên tâm. Nó có nổ cho nữa chỉ đổ cột buồm giữa thôi chứ không ảnh hưởng gì đến tàu cả. Đấy, chứ còn tham mà để ở dưới, để ở dưới thành sàn tàu hoặc đâu là để anh ở... tìm thấy cái cửa chưa? Tầng 1 em tìm được chưa? Cửa, cửa. Tối rồi bắn pháo ăn mừng à? À từ đó vừa bắn nãy xong rồi tôi lát đi kiếm đã. Lăn xuống dưới này xem. Kiếm cái coi cửa đã không đã rồi đấy. Kiếm cái cửa. Cửa được chưa? Em nhớ không có cửa. À, đây đây đây. À có cái đang đậy xuống. Đây là tầng hầm đó. Đấy, cửa đúng đấy là mở cửa đâu nữa. Cửa đấy. Đây, cửa nữa đây. Lát mở cửa này ra. Cửa này trốn nãy rồi. Không có cái cửa nào tầng 1 cả anh nha. Là đây là anh em, ý em bảo là đây là tầng 1 rồi. Ngoài cửa anh ơi. Hay là cái cửa này bọn tôi mở rồi. Cửa này mở rồi. Ừ. Hay là ý anh em nói là trước đây từng có bọn đánh bọn này rồi thật nhỉ. Có bọn đeo đến cái tháp này, cái khu đeo đánh rồi, nó vứt mẹ chìa khóa ở đấy thì mình vào thì mình mở luôn. Thật đấy chứ, tại vì lúc anh vừa vào anh thấy cái chìa khóa nằm mẹ dưới sàn mà. Cảm ơn anh Harley. Có cần phải đánh đấm gì đâu. Cảm ơn anh em Harley. Có tàu địch đang đến đây định có vấn đề nhá. Về. Có tàu địch nha, tàu 1 nha. Đi. Không, tàu ma, cái này là tàu ma thôi, không phải, tàu ma thì không sợ lắm. Tàu ma. Nhiều hoa quả lắm mẹ, ai. Không đây, xa lắm. Đá ra nhiều hoa quả lắm. Ui nhiều lắm rồi, mình ăn đéo hết rồi. Xong quét rồi này. Ờ vẫn chưa defeat được bọn Phantom Tylor này. Mình vẫn chưa defeat đâu nhá. Sao quái nhỉ? Hay là vẫn còn khu vực nào đấy ở trên này mình chưa mở nhỉ? Gì đấy? Đấy. Gì đấy? Đấy là như phầy 2 đấy. Như nào đấy đấy. Có chuông là vẫn còn đấy. Có hòm vàng trong phòng á. Hòm vàng trong phòng. Thế thì có một cái hòm em bởi lấy ở trong chỗ bọn lô lệ về này. Hòm vàng em mở này. Hòm nào anh em? Anh về, ai vừa nhặt về đây mở này. Đấy hòm vàng đấy, em bảo là cần phải chia đây mở hòm vàng đấy. Đâu hòm vàng đâu? Em vừa mang về bên đây một hòm á. Captain Chet đấy thì Captain Chet này có cần phải mở đâu? Đâu cái hòm đấy anh Tứ mang về rồi. Không, vẫn còn đây mà. Captain Chet vẫn nằm đây này. Nhưng mà cái này nó có cần chìa khóa đâu. Hunter thử xuống em ấn cái chìa khóa vào cái hòm này xem nó có mở không nào. Đấy hết anh rồi nhá. Phải đánh hết mấy cái lâu đài ở từng khu biển á. Gì? Xong rồi giờ nói chuyện mấy con trong tù để biết điểm tiếp diễn tiếp theo. À đây vào nói chuyện. Mấy con trong tù hả? Okay. Mấy con ở đây này. Đây. Nó bảo gì? Mở được chắc được. Không mở được, không. Không cần mở này. Mở cái này. Cái chìa khóa này có kia để mở cái đảo tiếp theo đấy. Có kia để mở cái địa điểm tiếp theo đấy. Cũng không mở được. Hay là chưa cho mở nhỉ? Không đúng. Chưa mở được. Rồi xem nào. Wanda. Mở cái hòm này á. Continue. Chuyện con xe xít này. À đâu đây thằng. Chả có mẹ gì. À nó chịu ông này. Có phải gì đâu. Chả có gì luôn. Không phải anh em ạ. Nói chuyện cả mấy đứa này không có vấn đề gì luôn. Nó chỉ bảo là rất vui vì được mình cứu thôi. Nó bảo là có một cái thằng cha bắt cóc mọi người ở trên cái đảo Golden Sea đấy.
Anh em nào chơi rồi anh em đấy nào. Chắc là mình đến cái điểm tiếp theo rồi của từng, có phải đến một cái fort tiếp theo rồi. Thằng trước nó giết Phantom rồi á. Đâu? Mình giết rồi, mình vừa giết mà. Thế Hunter vừa đánh với chun là thằng nào? Thằng vừa Phantom đấy. Đây, Hunter vừa giết Phantom xong anh em phá vẩn, giết xong không thấy con ma nào ra ở đây nữa gì nữa. Nhạc chiến thắng vang dội luôn, lại tung tin phích lưu. Lên nóc rồi. Tôi lên tận nóc cao nhất, chỉ trên kia không có gì hết. Lên nóc nhà bắt cả con gà rồi. Vô lý nhỉ? Nhưng mà sao Phantom yếu nhỉ? Thì Hunter 3 hit chết à? À, chìa khóa ban đầu của anh là của thằng khác, còn chìa khóa sau là của bọn anh. Thế là có thằng nó giết thật xong nó vứt chìa khóa ở đấy cho người khác đến lấy à? Thế thì chứ thì có tặng cuộc sống rồi. Thế đúng thật à? Tặng sống. Ôi ôi, thế này cặp lái yêu thương rồi. Ừ, này thì cảm động quá. Thật à? Ôi ôi. Nhưng mà như thế là nó bị lỗi cho vụ mình luôn à? Hay như nào? Cuộc sống. Quay về nói chuyện với con Bele. Khi phải quay về nói chuyện con Bele thật. Bởi vì là trong cái kia nó nói là cứ quay trở về khi mà... Thôi rồi, đi thôi. Chắc thế. Hay là cái thằng vừa rồi đấy. Quay trở thằng về mà... cái chỗ kia rồi. Hay là cái thằng tầng 1 đấy. Khổ. Đừng đụng chung chỉ à. Rồi. Đâu, để xem đi, về gặp con kia xem mà đúng không nè. Con kia là Golden Support ngay đây thôi đúng không? Ngay đây thôi. Em đi theo hướng giữa E với cả NE. Thực ra là cứ đi thẳng E luôn đi. Cứ đi thẳng E luôn. Đâm thẳng E. Xong rồi... Đi thôi. Rồi. Mình cũng vứt lại chìa khóa đấy á. Quên nè, giáo bao giờ luôn nhé. Gì có chuyện. Bọn Tây nó làm không việc gì chúng tôi phải học theo bọn coi như là bạch quỷ nhá. Mình là có mình là có phong cách của mình nhá. Và bọn khác đến tợ đi và đánh và lấy chìa khóa nha. Sao lại có thằng nào nhét cái thùng nổ, đã bảo là thùng nổ phải mang lên trên cái buồm à, cái cột buồm để phát từ dưới này. Nguy hiểm vãi trưởng, thằng nào đấy? Đâu đúng không? Đâu, không phải em. Em để một cái ở trên đầu thuyền á. Ôi giời. Chứ còn ông thì để ở đầu thuyền, mà ông thì để ở cuối thuyền. Này mà ba thùng này nó nổ một lúc thì thôi, thì tàu mình có rời cứu. Mà để thế này mà Tứ mà gọi xét là chết đấy. để xét nó đánh cái nào bỏ mẹ. Xét là phải đi vào khu mưa thì mới bị ý. Không đi vào khu mưa thì có xét. Tránh khu bão là được. Đọc vị trí thì vừa với em chạy này. Ủa, ba thùng nổ rồi anh em ạ. Ủa, thế này thằng nào vô phúc gặp team tôi thì tôi thật đánh game luôn. À, nó sẽ được chiêm ngưỡng cảnh tự nhiên thấy một cái tàu đang đi gần đó xong phát nổ. Một cái chỗ giống như chỗ này đúng không? Nhìn Golden Sign Airport đi, thằng nó đi xuống dưới cái bàn nhìn cái Golden Sign Airport đi. Xong đến chưa bảo Tư nó rẽ đi. Golden Sign Airport là rẽ phải nhất nữa. Rẽ phải. Quay lại. Chỉ buồn về. Thằng tao chỉ buồn em. Thằng tao chỉ buồn đi. Quay rẽ phải bắt đầu quay lại đây. Quay 180 độ. Quay đây. Gần rồi. Thằng đặt Tứ đi kiểu gì, tàu lại thành một hình tròn. Tứ đang vẽ hình gì đấy? Bây giờ cứ quay hướng E thôi. Tứ cứ biết là đi hướng E là được. Theo hướng E. Về đấy xem. Có thằng nào vô phúc
Mà tầm nay mà tôi nhìn thấy một thằng tàu thuyền nào trên cái biển này thì đúng là đời nó đúng rồi. Hôm nay chắc là nó dẫm phải cứt. Nó mới đen đủi mức độ như thế này. Ôi con... À đây là tàu ma. Cứ tưởng cái tàu... Cứ tưởng tàu người sướng. Lần này là 3 thùng nhá, tức là 3 anh em nhá. Tôi chết rồi, Kraken rồi. Thế là hết Kraken rồi. Oh, con mẹ nó khốn nạn. Ờ, thằng ca mù lên kênh ơi, chạy đi anh ơi. Không chạy được, phải chiến bắn nhau. Ở đây chơi, chơi. Bắn tàu cũng đổ, cũng đổ đâu, cũng đổ đâu. Bắn đi, xuống lấy đạn đi đã, chiến. Khốn khổ, khốn nạn thật chúng tôi. Thế là hết à? Chưa hết được, giao chiến cầm súng bắn đi. Thung nổ đâu ấy? Lấy thung nổ làm gì em, không ăn thua. Thung nổ. Bắn chúng nó thôi. Em chơi cái này bao lần rồi em còn hỏi. Thung nổ nó thế nào? Bắn cho nó tụt voi xuống. Thung lấy, súng lấy em cả súng lấy ấy. Ủa? Sao nó lặn rồi? À chưa, chưa lặn. Ui dồi ôi. Ôi ôi. Bắn đi. Một thằng xuống vá tàu đi. Em được vá rồi, em được vá rồi. Mẹ đây luôn. Ủ lão bố mày. Mày đâu đây? Ủ lão bố mày. Mẹ đây luôn. Một con. Một con luôn. Một người xuống ơi, một người xuống ấy, em một vá, một người xuống ấy, em một vá. Để múc. Lão. Tao đang giao chiến. Em đang giao chiến. Em được. Phải sợ đấy. Sợ, bọn tôi kinh nghiệm lắm. Bố Kraken không gì bọn tôi nữa. Có cái đạn gì ấy, dùng cái đạn gì ấy. Các bạn ơi, hai người cứ chơi các bạn ơi. Ok. Trượt mày. Hết rồi, bắn tiếp đạn lên. Mấy cái này học rồi. Bắn chỉ biết báo xuống đây học rồi. Đâu? Ôi, mày đông xương cơ, nó bế lên rồi. Cái gì? Bế em đi rồi. Bế mày đi chém đi. Con mẹ mày luôn. Ôi. Bắn nó lấy rồi. Rạc kẹt. À, được chưa? Anh đã xuống chưa? Ồ, rạc kẹt của chú bố mày. Đấy, bắn một cái là nó. Ồ, rạc kẹt của tao. Ok. Ồ, rạc kẹt của tao. Cái này đây. Không phải múc mà. Chơi kiểu đéo như vậy. Thôi xong rồi. Tôi đéo hiểu là từ với đạt. Từ với đạt mắt trước mắt sau anh em ạ. Hai thằng vẫn cứ các anh bắn đi ở dưới đấy bọn em. Bọn em múc nước tàu. Đéo hiểu luôn là chúng nó làm cái trò gì luôn. Em bị nó kéo lên. Mày đang ở dưới vá tàu đi. Kéo lên cái gì? Hết rồi thì mới lên. Tiêu miu. Thao dần săn đi rồi. Ồ, tứ chắc thổ huyết mất cứ mỗi lần được đi tàu về này. Trời ơi. Đống đồ. Tứ khổ. Hết set đánh xong rồi lại đến. ba cái thùng nổ khổ. Ôi. Thằng nào vô phúc thằng Kraken luôn. Ờ, mà vẫn mọi người ở lại thì vẫn có khi vẫn được ấy. Múc nước thì tập trung múc nước. Yêu yêu. Ở nhà về như vế rồi sao? Chẳng đi về. Không nói gì luôn. Múc nước còn lo mò lên để bắn đi chẳng thế. Nhớ cái đoạn đấy không? Nhớ cất làm gì có cái gì mà nhớ. Gọi được xe Abbott. Đâu có là vẫn nghe ngay cái đoạn mình làm nhiệm vụ á. Thật vòng lặp vô tận. Ừ, mất hết đồ luôn, mất cả 3 thùng nổ luôn. Tôi thật là anh em ấy tầm tôi chả tiếc gì mấy cái kho báu kia đâu. Tôi chỉ tiếc 3 cái thùng nổ đấy mà, chứ còn tiếc gì kho báu ấy đâu. Chưa kiếm dưa ra chiến luôn. Thôi mình đến cái outpost cái khác thì cũng sẽ có ấy mà. Đấy, lại xét đánh rồi đấy. Ơ, à, ngay gần mình có luôn em ơi. Ngay gần mình có một cái fort luôn. Rất gần, đi theo hướng W là được. Cứ đến cái fort ấy đã xem nó như thế nào đã. Đi hướng W là được. Kéo tàu lên là đi luôn. Đến đấy lại lấy 3 thùng nổ, sợ gì.
tôi vừa bị sét đánh luôn rồi. Hiểu, đứng trên tàu với tứ phát sét đánh mình luôn. Bao nhiêu đạn dược trên tàu, nhiều khổ. Ờ, đây là mẹ một đống đây. Ừ. Tàu tiếc đang quá. Ủa để thường W nhá. Nãy là đang có củ ăn của để. À đâu, cái này không phải, cái này là Ford chứ phải Ford chết. Ờ, cái này là Ford. À đây, không phải, em ơi, đi theo hướng E em ơi. E Royal Crest Ford chết. Đi hướng E nhá. Cái này là mình đang xoay tứ luôn này. Đang ở trong bão mà. Chắc đang ở tâm bão rồi. Không phải tâm bão nữa đâu. Hạ buồn với em chạy. Anh phải tới Golden Sand nói chuyện với Bele trước khi làm nhiệm vụ đã, bọn tôi nói chuyện rồi mà. Chuyện rồi. Anh em chắc vào sau không biết. Con Bella đây, bọn tôi nói chuyện rồi. Đến cái đảo kia chủ yếu là để lấy cái thùng đồ. Tiếc ba cái thùng đồ. Đấy mà gặp thằng nào gặp tìm tôi vô phúc cho chúng nó. Bão nghe tàu rắc khổ. Đấy, kiểm tra di chuyển có cái gì thủng nữa nha. Bão này là kinh lắm đấy. Cái đấy nhỉ, em đợi đi. Va. Bắn anh ơi. Ô. Tàu nó thế này rồi. Xe đấy. Ôi, qua tâm bão rồi đấy. Thôi, em lại bị say sóng nhỉ? Có tàu đi, con tàu một, mình phải trả thù ngay cái cơn tức giận này. À không, biết tàu mai mà, không bỏ đi. Quanh em ơi, ông lao vào, Viper tôi xong rồi. Đã quanh đấy. Ui. Xua. Xoay quá chuẩn. Bây giờ tứ em cứ đâm thẳng theo hướng NE cho anh. Cứ NE mà đi. Đây, đã đâm thẳng rồi. Ừ, cứ NE. NE và hơi nghiêng về nồng tí là được. Quay lại buồn. Làm tí câu cá anh em ơi. À, đang ngược gió, quay muộn chẳng có vấn đề gì ạ. Thôi mình phải luôn luôn vui vẻ anh em, phải luôn vui vẻ. Đéo ơi, tao lại đem đổ bay đến đây rồi. Đâu? Đầu. Đầu nhanh lắm. Đang ngừng gió thì chạy chậm quá. Nhạc buồn đấy. Nhạc hơi buồn. Ôi cái gì vậy? Chó đạp thêm đúng không? Đấy. Bắt đầu cháy tàu nhá. Chúng nó bắt đầu đây, chúng nó đến khoảng thời gian chúng nó bắt đầu lên cơn rồi đấy. Anh em hiểu không? Nó lần đi ít lần.
như có thu nổ hay cái gì kìa. Có vào quá. Gì đấy? Xuống kiểm tra nào. Đây. Rồi cứ tiến lệch lệch sang bên phía em tí nhá. Đạt vào tàu đây. Để xe nghe hả? Hát đi anh ơi. Bài gì? Hôm nay có bài gì? Chỉnh đường gió thì chạy chậm á. Tức là chỉnh đường cho chạy xuôi gió à? Cũng chỉnh được. Hoặc là em phải quay quay tí mà thôi, cứ đợi tí là được. Bài ca quen thuộc đâu rồi. Dưới này nó có chỗ thủng đấy. Kéo nào Hunter còn đứng em múa nhạc ở trước cái chỗ thủng đấy luôn, kinh chứ. Cảm ơn anh em San, hát đi anh hôm nay em buồn à. Đây để tôi xem một bài nào hay hay tặng anh em San luôn nhá. Ok luôn rồi. Hôm nay tôi buồn, hôm nay tôi buồn của Phùng Khánh Linh thôi. Hôm nay tôi buồn á. Hôm nay tôi buồn à. Đâu để xem lời như thế nào đã. Sẽ có cả happy bớt đây là sao? Lon có be kìa. Kìa, bên tay phải kìa. Tinh 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 tinh. Đây rồi. Mày nghe nào. Bài gì đấy, để tao chỉnh nhạc cái. Hôm nay tôi buôn một mình trên phố đồng, nơi ánh đèn soi sáng long lanh những gương mặt đã lầm. Thương cho mối tình của tôi chẳng có gì. Vui hỡi anh nấy, tôi rất yêu anh sao anh lại xa đi. Cho những giấc mơ qua, hãy chờ hình bóng ai kia. Theo mùa yêu dấu này mà nỗi sầu, đợi một tiếng yêu đã thân thuộc mà bóng sẽ sao xa lạ như ngày hôm qua. Cái gì đấy? Anh em xa là trở về buồn trầm cảm. Theo tiếng yêu nơi phương trôi xa, ta biết chưa sẽ đi về đâu. Anh cô ngoanh mắt lại không, anh để nhìn em lần nữa. Đèn đây. Đường hát quá đạn lên mà. Hiu góc phố mình em. Anh ơi, bên phải có một cái nào kìa. Có sao vây quanh hình bóng em. Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại. Chỉ hôm nay tôi buồn. Chờ những giấc mơ quá, hay chờ hình bóng ai kia. Rồi kết thúc nhá. Ui, khám tay cái. Báo luôn đi em. Thoát đấy, phó chết đấy, dễ vào luôn đi. Đến đây em sàn nha, đây là hết hết buồn luôn đấy. Hết buồn luôn. Đây là sao trầm cảm. Trầm cảm thật luôn. Tôi buồn thì rất trầm cảm. Đang ăn phức lại ra ngoài. Chịu đấy. Đã xoay tàu hết cỡ đi này. Ok á. Ôi chết ơi, mất mẹ. Tấn công! Tấn công gì? Mình cứ lao thẳng vào thôi, nó không còn nữa, tấn công cái gì? Em bị rơi nước rồi.
lao thẳng vào nhá. Phải vào đây, phải luôn anh ơi. Phùng Thánh Linh không còn biết nói gì. Lao thẳng vào đây đây. Rồi, thấy một đoạn đây rồi. Chưa? Dừng nhá, dừng nhá. Hạ đây, hạ đây. Hạ đây, hạ đây. Muộn rồi. Con mẹ luôn. À bây giờ nó mới đông như này, chứng tỏ lần trước đúng là có thằng nào đến đánh trước thật rồi. Mày lão, mày lão. Bán tàu đã. Mày lão. À, đưa. Chạy đi. Ê à, con mẹ mày. Rồi. Đỡ như thật luôn ấy. Lơ, báo động kìa. Chứng tỏ lần trước là có thằng đến đánh thật để lại chìa khóa rồi. Chương trình toàn tặng cuộc sống thật rồi. Lại có thằng sống à? Ừ. Ê áo ơi. Đấy, vào đánh khó thế này cơ mà. Làm sao? Đen, đang buồn nghe xong sẵn. Mày lúc à, đã cắt từ đây rồi. Phải không? Để sang như nào đấy? Bà. À được rồi. Đấy, từng kia em. Các em gì căng đây rồi, đây rồi. Ờ ai đơ bơ đơ rơi đây xem nào. Đồ đó này kho báu không biết nào nào. À đây, đây giải cứu bọn này đây xong rồi này, hay là có thằng nào mở cái này rồi đấy à? Chưa mà. Thế sao cái chỗ này nó đã mở sẵn rồi, vào lại thấy mấy đứa lại có tăng số à? Lại có ba thu đổ này, không biết luôn. Con ngoè. Chắc là phải quay về nói chuyện cả con Bella thật rồi mà thôi, mang thùng nổ vậy cũng được. Mấy cả phải lấy kho báu ở đây đã. Giết cái thằng thuyền trưởng đã, lấy cái chìa khóa đã. Ây à. Thật ra đánh tên đầu nó cũng có gì khó khăn đâu với bọn tôi đâu. Chứng tỏ là có khác gì đâu. Vớ vẩn. Thằng kia cho nó đánh không nổi. Ờ khi nó chết thì lấy được chìa khóa xong rồi thì chết luôn ý. Chứ bọn này tuổi gì, mình tội đủ xử 3-4 thằng luôn. Bọn này đã chắc là vừa mới giết con kia xong là cũng bị con ma chọc chết này. Thế là đồng quy vô tận. Ờ đồng quy vô tận cùng chứ mình tôi xử 3 còn luôn. Quá tầm thường. Quà tặng cuộc sống thì chắc chỉ có trên TV thôi. Chỉ có trên VTV thôi. Đoạn nào nhỉ? Đây rồi, ta cắt tôi đây này. Mày bắn tao, bắn tao. Anh ơi, em mang thủ đổ về luôn nhá. Anh đấy, ba thơn, ba phát chém là chết đi mà. Vô vần nổ, thủ nổ về. Đó. Em bắt thủ nổ về luôn nhá. Ok. Mỗi người một tay chân này, nhanh lên. Ừ, solo thằng này đã. Ôi, con mày. Ok. Hơi quá. Ây à. Nào. Thuyền trưởng, thuyền trưởng, thuyền trưởng, thuyền trưởng này. Sắp từ nó chạy rồi anh. Đó là đang chuyển cho anh này. Vào. Mày à, mày luôn, rồi sao? Quá vớ vẩn. Lấy chìa khóa đi em ơi. Qua đâu? Lấy chìa khóa là té đó. Ok. Đi xuống dưới. Khéo là nó chỉ cần lấy cái chìa khóa là nó té luôn thôi. Mấy cái hòm kia nó cũng đờ bờ đờ quá. Ờ, mấy hòm kia toàn mấy hòm vớ vẩn mà. Thế chìa khóa này mở ở đâu chưa biết mà đúng không? Đó, chìa khóa này mở đây này em này. Dưới. Chỗ mấy cái phao chỗ mình vào đây kho báu đây. Tại lần trước là bọn kia chắc là đồng quy vu tận. Anh hiểu không? Lấy được chìa xong đi đến đây, chạy đến đây thì bị nó giết. Là rơi luôn chìa luôn, chứ còn kho báu là cái đống này đây làm gì? Bắp đấy. Đơn giản mà. Rồi cứ tứ cứ mang ra thuyền rồi bắn về đó, xếp rồi bắn về thôi. Độ khó này mà so sánh cả mấy cái thôn thêu anh em mình làm thì đúng là trò đùa nhỉ? Ngày xưa chơi điều thôn thêu khó vậy. Là gì có cái độ khó nào mà ừ, tìm đường bị cho đến đánh nhau vậy. Chồng bị lác nữa. Ừ. Xứng đáng gọi là một sao. Cầm đường nổ cái đây. Đặt hết ở trên buồm nhá.
Ngày đi về là Tứ xem lái như nào, tay son nhá. Lái lái vào chỗ gì là anh rất buồn. Vào Kraken chiến luôn được. Chiến nhưng vấn đề là phải tập trung gỡ. Tay đạt chứ. Để đưa ra đạt gì luôn. Đạt thì mắt qua khi nó tóm rồi, đéo hiểu. Bây giờ đi, bây giờ wow. đang đi thì bị nó tóm là bình thường. Lé chứ. Tứ ơi, em nhìn thấy cái cu của anh là cái đầu lâu không? Quỳ không? Cái này là mới nhiều tiền này, cái vàng vàng này, lấy hỏng vứt mẹ đi. Nhưng mà anh em nói cũng đúng. Tức là tất cả những cái lần mà trước giờ tôi từng gặp Raket ở trên thuyền đều có thằng Đạt hết. Liên quan đéo gì đấy hiểu. Anh em nói đúng không? Lần nào gặp Raket có thằng Đạt trên thuyền. Ờ sao lại là có... Anh hát làm em vui hơn chút rồi. Thanh anh rồi, cảm ơn anh em San. Ôi nhá. Cảm ơn anh em luôn nhá. Hát tưởng gì hát đơn giản mà. Gì hát đơn giản. Còn đâu họ bốn bẩn mà. Nếu mấy họ vàng thôi này. Khi nào mà anh em San mà có muốn vui hơn nữa ấy, thì cái phần quà Chiron nha anh em nhá. Tôi sẽ hát từ 12 giờ đêm đến 12 giờ trưa luôn. Tất cả các điệu nhạc trong này luôn. Anh San mà muốn vui kiểu vui về thân thể ấy, cũng được nhá. Là 23 con Chiron. Có tàu địch rồi. Về thuyền chiến đấu các em ơi. Đưa leo lên. Leo nhanh lên. Khốn nạn đặt dây. Chó trên bản cầm súng nổ sang luôn, cầm súng nổ sang luôn, một thằng cầm súng nổ sang luôn. Đâu. Em ơi, nó bắn nó lóng pháo ở trên này. Ờ, cầm pháo ở trên bản cũng được, lấy pháo ở trên bản chỗ đó cũng được. Ai, thử tàu đi, thử tàu đi. Anh đang gì đây, anh đang gỡ, anh đang kéo tàu lên. Ra phát rồi. Thử tàu đi, ra đây. Thử tàu nhá. Gãy bố cả cuộn cuồng một biết rồi, xuống phá tàu đi em ơi. Rồi, lộn. Bắn chết anh rồi. Thế à? Nó bắn kinh quá. Chưa cầm thùng nổ lên tàu nó đi út gì đâu đâu, nhưng mà vấn đề bây giờ là cái thùng nổ đâu để đâu, thùng nổ dưới nó bắn kiểu gì mà xuyên vào trong tàu lại nổ chết em luôn rồi. Nó bắn từ thùng nổ chứ sao. À nó bắn vào thùng thùng nổ thôi. Hunter vẫn kiểu nhét thùng nổ dưới đấy, nó bắn thùng vào bên trong, nổ mẹ thùng nổ dưới tầng hầm chứ sao. Ôi thế xong rồi. Tuyệt vời anh em. Anh em đã nhìn thấy được cái thùng nổ sau khi nó nổ như thế nào chưa? Đó, đây tôi review cho anh em xem nhá. Đây là một vết này. Rất nhẹ nhàng đấy anh em. Vết thứ 2 này. Vết thứ 3 này. Vết 4 này. Vết 5 này. Rồi. Bọn chơi bẩn, nó cắn trộm. Cắn trộm, mẹ. Mới chó. Thế là lần tiếp theo Tứ lại rất gần với những cái Tứ lại. Đã bảo cho thùng nổ đừng có để ở dưới. Cậu Tứ hôm nay tôi không biết Tứ mới ăn cái gì luôn. Tứ hôm nay em ăn tối cái gì, em đi nhậu em ăn cái món gì đây. Một lần sét đánh vào thùng nổ chết, một lần thì chui xuống dưới hầm để lấy thùng rồi bắn đạn chui vào bên trong thùng nổ, mẹ thùng nổ chết. Một lần thì bị Kraken nó húp chết. Không biết phải nói gì luôn. Đó là ăn xỏ lông rồi. Xỏ huyết chẳng hay xỏ huyết gì gì. À, nó bị đen cái độ như này. Đảo đâu đâu. Thế phải ăn sổ huyết thì nó bị đen này. Vam bay à? À đây có thùng nổ đấy. À có thùng nổ luôn. Chiến luôn anh ơi. Quay lại luôn. Con mẹ à mày luôn. Có nhớ cái chỗ đấy là cái gì không nhở? Nó là cái chặt luôn. Kiếm cho anh ơi. Bọn chỗ đấy nó sẽ còn nó vẫn ở lại đấy để nó nhặt mấy cái đồ anh em mình lấy được đấy. Cái đỏ lên, bật cái đỏ lên. Không điên à, bật đỏ làm nhéo đi, bị từ từ tiến đến thôi. Đừng có để trên đấy em. Để trên đây nó bắn đổ thuyền mình đấy. Cầm lên trên, leo lên trên cột buồm để. Hoặc là để ở ngay bên trong
cái sàn nhưng mà nó nằm ở đây còn thùng nổ nữa này. Ờ tốt tốt, mang lên luôn. Đi luôn. Ê chưa bạn có tàu ấy ơi. Đi luôn, hay chính là tàu nó? Đó, chưa bạn tàu chứ phải không? Anh chứ bạn phải tàu không? Quả này mà thua nữa thì tôi nghĩ là Tứ phải kiêng ăn sò lông 3 năm. Đó làm gì có tàu nào mà nhìn kiểu gì đây? Thì là cái Abort rồi. Abort thôi. Lái tàu đấy. Lúc nãy nó là cái gì nhỉ? Quên mất tên. Nó để trên nắp rồi ngoài canh. Lúc nãy là cái có gì nhỉ? Thì si si gì Abort đấy. Không không, lúc nãy là để là trên nắp rồi ngoài canh. Để trên cục bồ nữa. Ừ. Thùng đổ em để hết cục bồ nhá. Lúc nãy là không phải là Mercy N này. Lúc nãy là cái gì nhỉ anh em nhỉ? Tôi nhớ là có cái chữ. À đây, tàu đó là tàu đỏ. Royal Crest Fortress, nhìn thấy rồi. Đi cũng gần thôi. Đi theo hướng NW em ơi. Nó đang vào đây, nó lấy. Chúng nó còn. Bọn này kinh lắm, mẹ tàu chúng nó từng giết 5 tàu em ơi. Tàu chúng nó từng tiêu diệt 5 tàu rồi. Nên là cái cờ của nó có 5 vạch. Cờ đỏ nó 5 vạch. Em cứ đi theo NW đi. Bọn này sẽ bị chúng tôi coi như là thế thiên hành đạo. Anh em thấy thấy cái bồm bồm căng chưa? Bắn tóc rồi đấy. Anh bảo em cất lấy lên lấy thùng nổ nhưng mà đừng để cho ma hẩn mang vào bên trong này này. Mang vào bên trong cái khoang thuyền trưởng này này, để trong này gió cho anh. Bởi vì là nếu mà lúc phải đến gần tàu nó xong mình leo xuống nó nhìn thấy ngay. Nó nhìn thấy cảnh mình đang leo từ trên xuống ngay, chúng nó biết ngay. Chứ kể bọn này nó chơi giỏi này, nó sẽ đứng từ nó sẽ em thấy có khi để đứng từ xa nó bắn súng ngắm là mình nổ luôn đấy. Đấy hành lang ấy, hành lang. Thôi để anh bảo tốt nhất là như này nhá. Chúng mày đứng ở phía sau tàu này này. Vâng, đấy cái chỗ này này. Đây. Đừng đặt đây nó nhìn thấy. Em đặt ở chỗ này này. Đấy 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 chỗ này này. Đấy, đặt ở chỗ này. Đứng đây ngoài này. Ở rồi đặt đấy cũng được. Đây, đặt, đặt ngay đấy cũng được. Tí nữa nhá, khi nào mà cầm cái này nhá thì đừng đi ra đường cổng chính. Đừng vâng, cầm cổng chính nhảy mà đi cái cổng bên này này. Vâng. Cổng bên mà ngược hướng cả chúng nó nhá. Cổng bên vâng, mà vâng. Phải ngược hướng cả tàu chúng nó nhảy xuống thì mới lặn xuống nước chúng nó không nhìn thấy được. Mà nó bắn từ xa là nổ chết luôn đấy. Lặn nó là ấy ôm ở dưới đáy tàu thôi à. Lặn xuống nhá, xong rồi thả cái này, nếu mà chuẩn ấy là thả cái này ở dưới đáy tàu nó xong dùng súng bắn vào cái thùng này. Là tự dẫn cùng với thùng luôn. Anh đặt B rồi em bắn. Sao em không hai thằng cùng B tự sát đi một thế nào. Thả ra bắn luôn à? Thả xong dùng súng lúc bắn luôn. Em chỉ cần là trên em đang cầm dưới tay em ấn chuột trái em phát hoặc em rút ra là được mà. Nhưng mà hình như trong này súng bắn được ở dưới biển không nhở? Được không? Vấn đề là tàu nó đang chạy sao mới được, phải leo được tàu nó lại cơ. Không, thật nhanh là được. À không, chỉ cần tàu nó chỉ cần đi qua. Tàu đang neo mà, tàu đang neo ở cái đảo đấy mà. Nó đang neo đấy, nó lấy kho báu mà. Anh xem đúng hướng chưa đây? Ủa Tứ đi đéo đâu đây, NW cơ mà. Thì em vừa dép tí mà. Ôi trời ơi, Tứ nó đi. Thôi bây giờ sẽ W đi. Nó đâu rồi, bọn chó đâu rồi. Dễ W. Ê, có một cái tàu bên phải kia thôi. Đó. Đâu? Bên phải, cái đảo bên phải cái tàu không? Hay cái gì á? Đấy là ấy thôi, Fortress thôi. Là mấy cái pháo đài thôi. Cái tàu là nhìn giống như tàu này. Nhìn nó gần giống thôi. Còn gần giống thôi, nó là cái pháo đài của đảo. Đấy, đằng trước có đảo, đi cẩn thận nhé. Dạ, bên phải một tí nhá. Đang bùng mắc chuột trái rồi. Rồi, bấm chuột trái rồi thấy được xong mà. Ủa, bấm chuột trái thấy cũng được. Các bạn đang đánh nhau ở trên kia dưới kia anh ơi. Ê, bọn bot thì... Nào? Đâu, phải bot đâu. Đấy là mấy thằng đầu lâu đánh nhau vớ vẩn mà. Mấy thằng đầu lâu cả mấy thằng gì đánh nhau kệ chúng nó, có phải liên quan đến mình đâu. Mỗi thù không tội, thù bọn tây lông mà em lại... Thật là mấy thằng quái vật vớ vẩn.
Anh đang rất bực mình ý. Khẩn trương cứ tìm lại con kia thanh toán. Giải W cho anh nhá. Ok rồi. Nào có 3 cái thùng nổ mang lên mà lại... Bây giờ là 2 thùng đấy. Như này nhá, lặn xuống dưới đáy của nó, xong rồi ấn chuột bên phải để cho nó kích, để cho nó đốt thuyền. Xong rồi ấn nút X để thả cái thùng này ra là được. Nhớ là lặn xuống ấy, dưới đáy tàu nó. Nói chung là ấn cả hai chuột lại luôn. Ngay sau khi mà kích nổ và sống ấy, là leo lên tàu nó và giao chiến luôn để chúng nó kiểu bận rộn ấy. Chúng nó không có thời gian để chúng nó xuống má. Kìa sao nó đơn vật đến nơi rồi sao mày? Kiểu đéo gì dễ ra mình. Anh đang bảo là W thì anh đang đi W thôi. W mày phải cua cái gì về chứ. Tại vì phía trước nó không nhìn thấy gì cả. Anh phải nói chút gì. Kìa sao lại kéo thản đeo đéo gì? Đâm đến nơi thì không... Đâm à? Đâm đến đá rồi. Phải báo em trước tại vì cái buồm nó che hết. Có tiêu ở phía trên phải báo ngay là khi nào mình có ấy. Để xem báo lại xem người đi theo hướng nào. Rồi vẫn đứng W. W. Đó, lên mũi thuyền là chuẩn bị sẽ nhìn thấy thẳng chúng nó ngay trước mũi thuyền luôn. Để thiên hành đạo. Chúng nó đang đợi mình đến đây, bọn này chắc nó kinh đấy. Đây này, đi qua cái hòn đảo này phát là sẽ nhìn thấy nó này. Đấy, nhìn thấy nó xa chưa? Nhìn thấy nó rồi kìa. Nhìn chưa? Lấy ống tròn ra. Nhìn nó chưa? Đấy. Thuyền nó vẫn đang đậu kia kìa. Đây là hai thuyền đỏ canh cái đấy. Thuyền chúng nó chắc là nằm đậu ở đâu đấy, ở sau cái này. Các anh em san 100 đô nếu chìm được tàu nó à. Kìa chúng em mỗi thằng 100 đô kìa. Mỗi người 100 đô à? Ừ, anh em san 100 đô, chắc là mỗi người 100 đô, không biết được. Đây là đúng không? Thế là chết chắc rồi. Đâu? Tới luôn này. Đâu, nó đâu canh? Đâu? Con mẹ mày luôn. Con thấy đâu anh ơi? Đó, nó ở đấy đấy. Đến gần thì nó mới hiện ra được. Chóa lại ôm bom nó đi anh Hunter. Nhìn nó chưa? Nhìn tàu nó chưa? Tàu nó bắt đầu lượn ra đây này. Nhìn nhìn thấy hướng rõ chưa? Người tàu nó bắt đầu lượn ra đây nhá. Bắt đầu mình đang tiến thẳng đến chỗ tàu nó đây này. Tàu nó đang tiến ra tàu mình như này. Nó bắt đầu đi bán nó đang tiến ra chỗ mình đấy. Mày nó chỉ rõ bắt đầu là giao chiến rồi đây này. Giờ đúng rồi, thấy đúng luôn, bên phải đúng không? À, bên trái đúng không anh? Bên trái đúng không? Sao em bị văng? Ơ, đây có một cái điều gì đây? Thôi thế này, tôi thật về thôi, Tứ đã ăn số huyết là cái chắc. Hạ gì quay đâu? Mời em là ai? Hạ gì quay đâu? Quay đâu chạy đó. Rồi, từ từ này để kéo lên đó. Đến cái lúc giao chiến thì lại... Ôi sao lại có tàu đéo đâu nữa kia? À đấy tàu nó. Đến cái lúc giao chiến rồi thì tớ không biết ăn sò huyết ăn cái gì cái hôm nay nữa. Mời em lại. À lên thế rồi. Lên điều khiển thuyền ra ở chỗ chúng nó đi. Hai đứa kia đi đâu đấy? Để em lôi cái này cho thủ nó. Không hiểu. Nhớ em lôi thuyền nó nhá. Được. Em lên. Được không? À mẹ nhưng mà nó thấy rồi. Anh lái theo nó thôi. Đâu nhỉ, cái làm nào để mời được. Mất mẹ nút mời rồi mày vào rồi à? Em đang ở trong rồi nhưng mà nó cứ setting sale á. Nó chạy setting sale là cái gì vậy? Rồi, đập bàn lại. Đập bàn lại ác lắm. Hunter định đi theo tụi nó rồi. Bình tĩnh em ơi, chưa sang được đâu. Đập rồi, được thấy được cá rồi. Tư lực không có lấy được. Hunter đã bảo là từ từ thôi, em cầm súng nổ làm đéo gì. Chịu luôn. Mất luôn khả năng. Mất mẹ em cái thùng nổ luôn. Nó đang đi làm sao mà ấy được. Vâng. Mà sao mất được, Hunter đã cho nổ đâu? Chưa cho nổ nhưng mà làm sao mà bơi được. Làm sao nên làm trên cá để quay lại tàu được. Quay lại đón thôi. Bắn móc thuyền mình vào kìa. Móc không sao được. Móc bay được rồi kìa. Bắn thuyền lắm. Em vào rồi ơi. Vào nhanh lên. Sao lại thấy buồm rồi? Nó móc vào buồm chứ sao? Người chạy lẽ rồi anh em. Bắn lại, em bắn lại, tưởng nó chuẩn rồi, bắn lại, bắn. Xuống vá đi đã. Xuống vá đi đã. Bắn chuẩn lắm.
mẹ chúng nó không biết có hack không nó bắn chuẩn đấy nhỉ, xuống vã đi đã. Biết thủ anh ơi, bây giờ biết thủ. Thằng Đạt kéo cái buồm cái lên đi. Thằng Đạt kéo cái buồm lên và vá lại cái buồm luôn đi. Lại mấy thằng kia loa chiêng làng chiêng trà thượng hạ tây đông, mấy thằng khốn nạn nhớ chục bố. Hunter vẫn đang thoi bơi à? Hunter vẫn đang thoi thóp bơi, cái điều khổ bơi. Thôi lên làm tin cáo cái về đi em, chứ bây giờ nước non gì. Cháu buồm này đi anh ơi. Một cái là buồm nào rồi. Bây giờ vào giao chiến thì anh em bảo là một người một thành viên gì bị ao gì. Hunter thì nhảy xuống nước thì tôi chả phải cua tàu để hút chơi ra được. Nó đi theo tàu mình nha. Nó đang đuổi theo ấy. Bây giờ có một cách. Không, em nghĩ là trong thuyền nó cũng có thủ nổ đấy, để em thử lên xem thủ nó xem là. Mày lên làm sao được, mày lên kiểu gì? Nó đang đi cơ, mày cắt làm sao mà mày lên? Đố mày lên được đấy. Thả xuống, nhảy xuống là thả. Lặn xuống dưới. Lặn không, em không thể nào em căn được để leo tàu nó chứ. Nó flao nhanh lắm. Bọn này chuyên săn tàu, nhiều khi có thằng solo tàu 1 nó đâm luôn tàu 3 à? Nghe sợ đấy. Hạ neo em. Anh em nói câu đấy thì phải hạ neo xuống chai. Xoay tàu giao chiến. Hunter vào tiên cá lên tàu đi em ạ. Nói câu đấy là phải quay lại chiến luôn. Xong rồi kéo lên luôn nhá. Xong kéo lên luôn, kéo lên luôn. Tàu mình in đạn lắm nhá. Kéo chưa. Kéo chưa, xoay buồm. Luôn. À đấy, đúng rồi. Chơi lại luôn, thằng đạt súng bắn tàu tao. Được, thử nữa. Ai lên lên tàu mình anh ơi. Anh ơi, lên tàu mình này. Giết tao đi. Ủa, nó bắn đạn gì mà say luôn rồi. Nó bắn đạn say cái gì? Anh ơi. Nó trốn lên dưới tàu mình anh ơi. Con mẹ mày một hit thôi kìa. Bắn tàu đây, bắn tàu, súng bắn tàu ấy đã. Bình tĩnh. Không phải sợ. Bơi lên tàu mình anh ấy hả? Nó chơi giỏi, nó căn nhảy tàu giỏi lắm. Hai thằng chết rồi á. Không chết rồi, về tàu thôi, không phải kéo ấy mình lên vá tàu đi, xem tàu bị thủng vá đi. Để vá ra. Dựng vá lại. Được rồi, đang quay tàu. Xong vá ra dưới nó thủng bên dưới. Xảy quá, chóng mặt. Một người đứng cây ở thang này. Quay buồm, thuận gió. Ai, còn... Ok, sao không bán được ta? Chuẩn bị, tao sẽ ghẹ tàu mình vào tàu nó và một thằng cầm sẵn thùng nổ ở dưới đi. Một thằng cầm sẵn ai? Đi vào cái thùng nổ bên trong đi, ba thằng đấy làm cái điều gì? Ôi, em không dám cầm thùng nổ, em sợ ôm thùng nổ bây giờ nó nổ. Đâu. Nó bắn vào mẹ thùng nổ trên tàu mình rồi em. Anh đó là một thằng đã vào trong tàu mình và nó phá mẹ thùng nổ rồi. Và thế là xong. Đã là dập. Cái đồ ma. Kế hoạch vừa mới nói chưa kịp xong. Nó lên tàu kìa. Có một mình thằng này nó lên rồi à? Hiểu ông nào cũng sợ đéo dám cầm thùng nổ đi. Chịu luôn đấy, cái lúc mà lấy thùng nổ ông nào cũng mẹ. Ông nào cũng mẹ khí thế hả? Tí nữa để em thùng nổ cho đến lúc bảo không một ông nào đi ra lấy thùng nổ. Sợ mẹ. Em không biết đặt ở đâu. Ông ấy là bạch quỷ. Đặt từ đâu? Đi tàu đâu mà đặt chứ có đặt từ đâu nữa. Được rồi, ai ném ấy. Ai ném ấy, nó ném bằng. Ném. Ủa anh em còn đang kéo thuyền lên mà. Em còn đang gõ để em đóng lại cái thuyền. Kéo buồm lên. Cứu được.
xuống múc đấy, vẫn cứu được, không sợ. Có đồ nó sáng quắc luôn. Sao không thấy có cái chỗ nào nước vào mà sao tàu mình nó cứ ở đây. Tàu mình cháy. Xuống múc đi, múc nước đi. Nó vẫn trên nhá. Nó trên tàu mình này. Thì vẫn phải xuống mà múc đi chứ còn thế nào. Ai chẳng biết là nó trên tàu. Ai phải biết được nó nữa. Ôi dồi ôi, còn chỗ nào thụng nữa đây mẹ. Hết rồi anh ạ. À đấy. Em thấy cháy hết rồi. Bố đấy rồi. Còn thụng kia. Nó còn lên đây nó đứng đó. Le gần đập giờ đắc gì. Cảm giác Lely. Sướng không anh. Bọn nó chỉ đơn giản một thằng chui họng pháo bay qua. Ừ đúng chuẩn. Đi rồi anh ạ. Thở nó bắn ra. Nó bắn pháo thì cũng phải chuẩn đấy. Bởi vì để cho nó. Mọi người xưa đạt. Ủa bọn anh đi thùng nổ lắm anh ơi. Có phải vào đây không? Thôi vào đây làm gì nữa. Kết thúc thôi, không gặp được cái tàu địch nào thì còn vào làm cái gì cho nó mệt ra. Mình phải vào cái server nó không có ai rồi. Nghỉ thôi anh em ạ. Anh giúp em ấn chuột phải nó không ấy. Em ấn chuột bên trái. Chuột trái à? Okay. Chuột phải cũng được đâu, phải chuột trái. Nghỉ thôi anh em ạ. À. Không nhìn thấy ai rồi, buồn. Luôn nhanh. Thôi. Để lần sau đi.